Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2201, sát cục. Hạ Thiên sách Triệu Hiểu Trác giả, thuận tiện mang theo Triệu Thanh Thanh quay trở về câu lạc bộ Xuân Thu, hơn nữa còn là tòa biệt thự của Triệu Hiểu Trác, ngay cả căn phòng bị nổ mạnh kia cũng đã được khôi phục như cũ. Nè, ngươi dẫn chúng ta tới đây để làm gì hả? Triệu Thanh Thanh nhấc chân đạp Triệu Hiểu Trác giả, không phải ta bảo ngươi dẫn chúng ta đi đến hang ổ của boss lớn sao? Chính là nơi này, Triệu Hiểu Trác giả cắn răng chịu đựng đau đớn, người mà các ngươi muốn tìm ở ngay chỗ này. Triệu Thanh Thanh nghi ngờ không thôi đánh giá bốn phía, sao lại thế được, nơi đây chính là địa bàn nhà họ Triệu, có phải ngươi đang muốn giở trò gì không? Sao ta dám làm vậy chứ? Triệu Hiểu Trác giả sợ hãi liếc nhìn Hạ Thiên một cái, ta thật sự không có nói dối, người áo màu đen mà các ngươi muốn tìm đang ở ngay chỗ này, hắn cũng tiếp xúc với ta ở nơi đây. Triệu Thanh Thanh vẫn là không tin tưởng, sư phụ, có phải hắn đang nói dối không? Nói dối thì chưa chắc, chỉ là tên ngu ngốc ấy cũng bị người ta lợi dụng mà thôi. Hạ Thiên cảm giác bốn phương tám hướng một chút, lười biếng nói, nơi này có người áo đen, nhưng hắn không phải là người mà ta muốn tìm. Vậy chúng ta đi thôi sư phụ. Triệu Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, một cỗ uy áp như có như không bao phủ toàn bộ ngôi biệt thự này, khiến cho trong lòng nàng sinh ra báo động. Một người áo đen rơi xuống từ giữa không trung, cười ha ha nói, thật đáng tiếc, các ngươi không thể rời khỏi đây được. Ngươi là ai? Triệu Thanh Thanh nhìn chằm chằm người áo đen, cảm giác thân hình này khá quen mắt, có dám lộ diện không hả? Người áo đen kia lạnh lùng cười một tiếng, nói chờ khi nào ngươi sắp chết thì ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, để cho ngươi có thành quỷ thì cũng được biết rõ ràng. Chỉ bằng một mình ngươi. Trên mặt Triệu Thanh Thanh lộ ra vẻ coi thường, một tay của ta cũng có thể xử lý ngươi rồi. Khó khăn lắm mới làm ra một cái bẫy, đương nhiên là không chỉ có một mình ta rồi. Người áo đen búng tay một cái, không bao lâu thì có bảy người mặc áo đen khác từ trong góc đi ra, dựa vào thân hình thì vừa có nam có nữ, toàn bộ đều không thể nhìn rõ dáng vẻ. Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi đấy. Người áo đen cầm đầu nói với giọng điệu rất phách lối, các ngươi có di ngôn gì muốn lưu lại không? Ta lưu di ngôn mẹ ngươi. Lửa giận trong lòng Triệu Thanh Thanh tăng vọt, lập tức phi thân đạp tới tên áo đen kia. Đáng tiếc, ngay khi Triệu Thanh Thanh vừa phi thân lên cao thì bỗng nhiên có vài đạo bạch quang sáng lên quấn chặt tay chân nàng làm nàng không thể nhúc nhích được. Mà Hạ Thiên đứng tại chỗ cũng bị những ánh sáng trắng kia cuốn lấy tầng tầng lớp lớp, trông giống như đường tam tạng tiến vào động bàn tơ. Cái quái quỷ gì thế này? Triệu Thanh Thanh phát hiện mình không thể nhúc nhích được, nhưng ánh sáng trắng này giống như có sinh mệnh, chẳng những có tính bền dẻo cực mạnh, hơn nữa còn sẽ giam cầm linh khí trong cơ thể của nàng, làm nàng không có cách nào vận dụng thủ đoạn của tu tiên giả. Đừng cố gắng làm chuyện vô ích nữa, những sợi tơ này đều được làm từ vân xương thiết trùng. Người áo đen kia cười to ha ha, chắc chắn các ngươi chưa từng nghe nói về vân xương thiết trùng đúng không? Đó là một loại linh trùng từ dị giới xuyên qua đây, là giống loài không có ở trên địa cầu, người càng dẫy dụa thì nó sẽ càng bó chặt hơn nữa còn sẽ hấp thu linh khí, có công dụng để đối phó với tu tiên giả. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ dẫy dụa thì tốt hơn, như vậy thì có thể chết thống khoái hơn chút. Ngươi mới là tên muốn chết. Triệu Thanh Thanh trừng mắt với người áo đen kia, lên tiếng mắng, có sư phụ ta ở đây, những trò vặt vãnh của lũ sâu bọ này căn bản không có chút tác dụng. Ha ha, Hạ Thiên đúng là rất lợi hại, nhưng hắn chỉ mới là kim đan kỳ mà thôi. Người áo đen lạnh lùng cười một tiếng, chúng ta đã bố trí 13 tòa trận pháp cả trong lẫn ngoài căn biệt thự này rồi, mỗi một tòa đều có thể làm cho Hạ Thiên chết không có chỗ chôn. Chỉ cần hắn sử dụng thủ đoạn tu tiên giả thì chắc chắn sẽ chết, còn nếu như hắn không sử dụng thủ đoạn tu tiên giả, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị xiết tới chết. Triệu Thanh Thanh có chút khẩn trương nhìn về phía quả cầu giống như kén tằm, vừa rồi Hạ Thiên đã bị quấn ở trong này. Sư phụ ta tuyệt đối sẽ không chết. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, ném những ý tưởng lung tung rối loạn ra khỏi đầu, mấy thủ đoạn vớ vẩn của các ngươi vô dụng với hắn. Vậy à, thế thì để ta thử một chút xem sao. Người áo đen búng tay một cái. Lúc này bảy người áo đen đứng ở bảy nơi khác nhau đồng thời bóp ấn tố quyết, liên tục lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, cái kén tầm kia bắt đầu phát ra bạch quang chói mắt,
bên trong giống như có người không ngừng giãy giụa vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Người áo đen thấy thế cười vui vẻ vô cùng, lạnh lùng nói, Hạ Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay, tăng cường độ lớn hơn nữa cho ta, khiến cho hắn bốc hơi khỏi nhân gian này. Đúng vào lúc ấy, cái kén tầm kia bỗng dưng biến lớn, có vẻ như là sắp bị phá vỡ. Ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát được đâu. Người áo đen cắn răng nghiến lợi quát lớn một tiếng, giơ tay tung một chiêu, chỉ thấy từng đạo vòng sáng màu vàng kim sáng lên rồi siết chặt vào cái kén tầm màu trắng kia, khiến nó đình chỉ giãy giụa. Lại qua vài phút, cuối cùng kén tầm màu trắng bị ánh sáng thiêu đốt sạch sẽ, một cơn gió thổi qua khiến mọi thứ tan thành mây khói. Cái gì mà vô địch thiên hạ, ta nhổ vào, còn không phải chết ở trên tay của ta sao? Người áo đen hung hăng nhổ cục đàm xuống mặt đất, rốt cuộc đám người trước ngu xuẩn tới cỡ nào mới thua bởi tên tiểu tử này chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Thanh lộ ra sự kinh ngạc, một lúc lâu vẫn chưa nói được lời nào. Triệu Thanh Thanh, có phải ngươi cảm thấy không thể tin được đúng không? Người áo đen quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Thanh. Trước đó Hạ Thiên biến nguy thành an vô số lần nên làm các ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ không chết sao? Hiện tại thế nào rồi? Bị đốt thành tro, ha ha ha. Chương 2202, ta sẽ không chết. Ngay lúc người áo đen cười to cực kỳ càn rỡ thì một giọng nói lười biếng vang lên bên tai hắn, ta sẽ không chết. Tiếng cười đột nhiên im bặt trong nháy mắt, cơ thể của người áo đen cứng đờ, máu trong lồng ngực cũng giống như là ngưng lại, không có khả năng. Đây tuyệt đối là ảo giác, Hạ Thiên đã bị đốt thành tro rồi. Quay đầu lại đi đồ ngốc, Hạ Thiên giơ tay vỗ đầu tên áo đen một cái, ta có đốt thành tro hay không, chỉ cần quay đầu lại là sẽ biết. Người áo đen này không có quay đầu lại, trở tay ném ra một thứ hình tròn màu trắng, ngay sau đó phóng lên cửa sổ muốn nhảy ra khỏi biệt thự. Bành! Biệt thự lập tức vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng chói lòa như là pháo hoa vọt lên giữa không trung. Thực là một tên ngu xuẩn, ngươi cảm thấy loại thủ đoạn đó sẽ có tác dụng sao? Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh chậm rãi rơi xuống trước mặt người áo đen. Người áo đen sợ tới mức cả người sụi lơ, chỉ vào Hạ Thiên, chuyện này không thể nào. Chỉ cần ngươi tiến vào biệt thự thì lập tức sẽ bị 13 tòa trận pháp kia vây khốn, sao lại có thể trốn thoát được chứ? Cái này có gì mà chạy không thoát chứ? Hạ Thiên bĩu môi. Mấy cái trận pháp chó má đó đều không có tác dụng gì với ta đâu. Tại sao lại, người áo đen vẫn không thể tin nổi, vừa rồi rõ ràng ngươi đã bị nhốt ở trong vân xương kén, chính mắt ta đã nhìn thấy. Đúng rồi đó sư phụ, ngươi trốn thoát khỏi đó lúc nào vậy? Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút khó hiểu, nàng cũng nhìn thấy Hạ Thiên bị sợi tơ màu trắng cuốn lấy, tiếp đó bị bao thành vụn thịt, khi đó nàng còn có chút lo lắng cho Hạ Thiên. Hoàn toàn không nhận ra hắn đã trốn thoát từ lúc nào. Vì sao ta phải trốn thoát? Hạ Thiên kỳ quái nhìn Triệu Thanh Thanh, cái trùng trùng gì đó căn bản chưa có đụng vào ta mà. Triệu Thanh Thanh không hiểu hỏi, vậy người ở trong đó là ai? Người áo đen cũng có cùng một nghi vấn. Ngươi cảm thấy còn có thể là ai nữa? Hạ Thiên thuận miệng hỏi ngược lại. À, Triệu Thanh Thanh đột nhiên nghĩ tới Triệu Hiểu Trác giả đến đây cùng cả hai. Sau khi nàng đi vào biệt thự thì cũng không thèm lưu ý tới hắn, hóa ra là đã bị người áo đen này chộp tới tế thiên. Người áo đen cũng chợt hiểu ra, đáng tiếc đã quá muộn, đành phải cầu xin tha thứ, Hạ Thiên, chúng ta làm giao dịch đi. Ta không có hứng thú làm giao dịch với đồ ngốc, Hạ Thiên từ chối thẳng thừng. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai là người đã bày ra kế hoạch này sao? Sau đó, ách, còn chưa nói hết câu. Miệng người này đã phun ra bọt đen rồi ngã lăn ra đất. Triệu Thanh Thanh ngẩn người, sư phụ, chờ hỏi xong rồi giết hắn cũng không muộn nha. Hắn không phải do ta giết. Hạ Thiên lắc đầu, hẳn là có người hạ độc hắn trước đó rồi, lúc này là độc phát thân vong. Triệu Thanh Thanh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ manh mối lại bị chặt đứt, chỉ có thể hy vọng Tiểu Lạc có thể cứu Hiểu Trác trở về. Về phần kẻ núp sau màn, chúng ta chỉ có thể chậm rãi đi tìm manh mối khác. Không cần, ta đã biết hắn núp ở chỗ nào rồi. Hạ Thiên móc điện thoại ra nhìn một chút, thuận miệng nói. Triệu Thanh Thanh đi theo Hạ Thiên được hai bước thì bỗng nhiên vòng ngược lại, nàng mở mặt nạ bảo hộ của người áo đen kia ra, phát hiện tên này xác thật là người quen, hắn chính là một tổ trưởng trong thiên đạo tổ,
hơn nữa còn là nhân vật tương đối quan trọng trong nhà họ Triệu. Xem ra nhà họ Triệu cũng bị thế lực ngoại lai thẩm thấu, sau khi trở về nàng nhất định phải điều tra thanh trừ một phen, bắt hết toàn bộ những tên sâu mọt ấy. Rất nhanh, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh rời khỏi câu lạc bộ Xuân Thu, về phần cảnh tượng lộn xộn nơi đây đương nhiên sẽ có người của Thiên Đạo Tổ đến xử lý, không cần bọn hắn lo lắng. Lúc này, ở đại trạch nhà họ Viên, Viên Thế Hoàng đang đánh cờ với một người áo đen, nhưng thế cục đã đi hơn phân nửa, tình thế cũng vô cùng sáng tỏ. Xem dáng vẻ là Viên Thế Hoàng sai một nước cờ, bị đại long của người áo đen bao vây, đoán chừng chỉ có thể kéo dài hơi tàn một thời gian nữa mà thôi. Ngươi giúp ta làm việc, ta cho ngươi một cơ hội thành tiên. Trong giọng nói của người áo đen này có ý cười nồng đậm, đến lúc đó ngươi vừa có sức mạnh của tu tiên giả lại còn có tuổi thọ vô tận. Chớ nói kinh thành, coi như là phóng nhãn toàn cầu, ngươi cũng có thể một tay quét ngang. Viên Thế Hoàng nhướng một bên lông mày, giọng điệu có chút nghi ngờ, bí cảnh đã bị phá hủy mà ngươi vẫn còn ôm mộng thành tiên. Nó vẫn chưa bị hủy, có điều sau cơn chấn động thì đã bị rời đi nơi khác rồi. Người áo đen nhàn nhạt nói. Ta nhớ ngươi từng nói bí cảnh kia là lăng mộ của tiên nhân, còn có chuyện mộ huyệt sẽ mọc chân chạy sao? Viên Thế Hoàng cười trêu chọc. Người áo đen giải thích, tất cả vật cổ xưa, đến một lúc nào đó sẽ sinh ra linh tính. Tòa bí cảnh kia đương nhiên cũng là lăng linh, thân thể tổ tôn bị Hạ Thiên phá hủy, nhưng nguyên thần lại chết ở trong tay lăng linh kia. Những người trong bí cảnh thì sao? Viên Thế Hoàng hỏi tiếp. Người áo đen cười nói, hơn phân nửa là chết rồi, đã sai người đi tìm kiếm người sống sót, đoán chừng sẽ không có kết quả quá khả quan. Dù sao cỗ sóng xung kích kia không phải người bình thường có thể chịu được. Ánh mắt Viên Thế Hoàng lấp lóe, sau đó thở dài một hơi thật sâu, nhà họ Viên chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy đời, không ngờ sẽ vì vậy mà mất tất cả trong giây lát. Cái đó tính là kinh doanh gì chứ? Người áo đen khẽ cười nói, nếu như không có ta duy trì thì một người nhà họ Viên các ngươi cũng không thể vào được. Chỉ cần ta khôi phục một nửa tu vi, bất cứ lúc nào cũng có thể lại mang một nhóm người vào đó. Nhưng ngươi cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Viên Thế Hoàng có chút hít giễu cợt nói một câu, chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi cái gọi là tu vi khôi phục thì thần trí của mình sẽ bị hắn chiếm cứ sao? Người áo đen liếc nhìn Viên Dân Hoàng một cái. Sau đó lạnh lùng cười nói, trước kia là sợ, bây giờ thì không. Thật ra chuyện đó còn cần phải cảm ơn Hạ Thiên, hắn đánh nát thân thể của bản tôn, lại đẩy nguyên thần vào tuyệt cảnh, lúc này mới làm ta có cơ hội. Bây giờ bản tôn với ta mà nói chỉ là một thứ bài trí thôi, ta có thể đoạt bất cứ lúc nào. Nếu bản tôn của ngươi còn đấu không lại Hạ Thiên, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng mình có thể đánh thắng hắn? Viên Thế Hoàng buồn cười hỏi ngược lại một câu. Chương 2203, rốt cuộc là ngươi làm thế nào? Thật ra Hạ Thiên cũng không lợi hại bao nhiêu, chỉ là đối thủ của hắn đều phạm vào những chuyện ngu xuẩn mà thôi. Người áo đen dừng một chút, sau đó lập tức khinh thường cười nhạo, bản tôn đã sống ở địa cầu hơn 1000 năm rồi, đầu óc cứng nhắc rất nhiều. Huống chi hắn còn là một người thanh tu, một lòng chỉ muốn tìm kiếm chân nguyên, tiếp đó phi thăng trở lại liên minh tu tiên. Cho nên không có nghiên cứu sâu về phương diện pháp thuật. Viên Thế Hoàng bày ra dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe, lại giống như đang suy tư gì đó. Mà ta thì lại khác, mấy năm nay vẫn luôn khổ tu pháp thuật, chỉ là một tên Hạ Thiên, không đáng để ta chú ý tới. Người áo đen cũng không hề để ý thần sắc của Viên Thế Hoàng, tiếp tục nói, chỉ là ta cảm thấy sau lưng Hạ Thiên hình như có một cỗ thế lực khổng lồ, có quan hệ ngàn vạn sợi tơ với liên minh tu tiên bên kia. Cho nên ta không thể không phòng. Viên Thế Hoàng cười khẽ hai tiếng, không nói gì nữa, trong lòng lại không cho là đúng. Người chưa từng đối kháng chính diện với Hạ Thiên thì luôn coi thường hắn, đợi đến cái ngày chân chính đối mặt với hắn thì nhất định sẽ thua thảm, chuyện ấy hắn đã được trải nghiệm rất sâu sắc vào 12 năm trước rồi. Nhưng hắn không có ý định nhắc nhở, bởi vì có nhắc nhở cũng vô dụng mà thôi, ngược lại sẽ khiến đối phương không vui. Mặc dù người áo đen trước mặt chỉ là phân thân của tổ tôn mà nhà họ Viên ẩn giấu cung phụng, nhưng đối phương cũng là tu tiên giả, không phải nhân vật mà hắn có thể trêu chọc nổi. Huống chi hắn còn muốn lợi dụng người này để khống chế nhà họ Viên ẩn giấu, từ đó hợp nhất hai nhà họ Viên thành một, như vậy mới có thể cạnh tranh ngôi vị đệ nhất thế gia kinh thành với nhà họ Triệu. Về phần cái gọi là đắc đạo thành tiên,
Viên Thế Hoàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, cũng không có trong kế hoạch nhân sinh của hắn. Ta rất tò mò, rõ ràng nhà ngươi đã nhìn thấy rất nhiều tu tiên giả. Người áo đen nhìn Viên Thế Hoàng, ý vị thâm trường hỏi, ta đã từng nói cho ngươi thật ra Hạ Thiên cũng là tu tiên giả, chính vì vậy hắn mới có thể lợi hại như vậy. Nhưng tại sao ngươi không có chút động tâm nào? Động tâm, đương nhiên là động tâm chứ. Viên Thế Hoàng kẹp một viên cờ trắng giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng xoay chuyển một chút, người sống một đời, mưu cầu đồ vật đơn giản là công danh lợi lộc, nhưng sau khi có được những thứ ấy thì điều theo đuổi cuối cùng chính là trường sinh bất tử, ngay cả những vị bá chủ minh quân thời xưa cũng không ngoại lệ. Người áo đen gật đầu, ta cũng biết lịch sử người địa cầu các ngươi, cho nên ngươi càng không nên từ chối những chuyện như trường sinh mới đúng. Không, không phải là ta từ chối. Viên Thế Hoàng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mà là ta hiểu rất rõ mấy chuyện như trường sinh cũng không phải là thứ mà ta có thể mơ ước. Chuyện này lại có chút kỳ quái rồi. Người áo đen lắc đầu không thôi, hài hước nói, những người khác trong nhà họ Viên các ngươi gần như đều bị trường sinh dụ hoặc đến mức điên rồi, vì sao ngươi có thể thanh tỉnh như thế? Bởi vì ta là người, người bình thường, một người bình thường cảm thấy đã rất thỏa mãn. Viên Thế Hoàng giải thích, bởi vì muốn cho nhà họ Viên trở thành đệ nhất thế gia mà cái giá ta phải trả là không cách nào nói được. Nếu như còn muốn trường sinh bất lão, cái giá đấy, suy đi nghĩ lại ta cảm thấy mình trả không nổi. Ngươi là một người thông minh, người áo đen lộ ra vẻ mặt tán dương, tiếp đó lại dị thường âm trầm, nhưng cũng là một tên ngu xuẩn không có chút ước mơ nào, có thể sánh ngang với tên ngốc Hạ Thiên trầm mê nữ sắc không chí tiến thủ kia. Ngươi mới là đồ kém thông minh thì có. Giữa không trung vang lên một giọng nói lười biếng, giọng điệu khá là khó chịu, hơn nữa là một tên ngớ ngẩn không có chút tiến bộ nào, lại còn không dám đánh chính diện với ta. Vẻ mặt người áo đen bỗng cứng lại, tiếp đó dương mắt nhìn về phía Viên Thế Hoàng, có chút bất ngờ thốt lên, ngươi dám bán đứng ta. Có bán đứng hay không thì cũng không quan trọng, ta không phải là thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng không phải là trưởng bối của ta. Viên cờ trắng mà Viên Thế Hoàng vẫn luôn nắm trong tay cuối cùng được đặt xuống bàn cờ, bản tôn người bố thí ân huệ vẫn luôn là nhà họ Viên ẩn giấu kia, nhà họ Viên ở kinh thành chúng ta không hề nhận được một chút chỗ tốt nào, ngược lại còn phải gánh hậu quả do nhà họ Viên kia. Ngươi cũng nên thu tay lại đi, ta không phải là mấy tên dã tâm bừng bừng trong nhà họ Viên ẩn giấu kia, từ lúc bắt đầu thì ngươi đã tìm sai người rồi. Ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Người áo đen nhìn Đại Long bị tàn sát trên bàn cờ rồi thở dài, sau đó phất quân cờ còn lại lên bàn cờ, không ngờ ngươi lại làm ra lựa chọn sai lầm ở thời khắc mấu chốt này, thật sự là ngu không ai bằng. Viên Thế Hoàng cười nói, đáng tiếc phải làm ngươi thất vọng rồi, đây vốn dĩ là việc mà ta nên làm. Các ngươi đã hủy hoại một nhà họ Viên, ta không muốn thêm một nhà họ Viên nữa cũng bị phá hủy chỉ vì các ngươi. Cách ngồi đáy giếng. Người áo đen khinh bỉ liếc Viên Thế Hoàng một cái, khó trách nhiều năm như vậy mà nhà họ Viên kinh thành đều không thể trèo lên, trở thành thế gia đỉnh phong, đó là bởi vì có loại gia chủ sợ sệt co vòi như ngươi. Một tên khách dị giới như ngươi không có tư cách bình phán ta. Viên Thế Hoàng thẳng lưng chậm rãi đi tới đứng bên cạnh Hạ Thiên, cho dù Hạ Thiên luôn làm chuyện không đúng, nhưng chung quy hắn là người địa cầu, hơn nữa sự tồn tại của hắn đối với ta có ích mà không có hại. Mà ngươi lại có khả năng kéo ta và toàn bộ nhà họ Viên, thậm chí tất cả mọi người vào vực sâu. Viên Thế Hoàng vừa nói vừa siết chặt nắm tay, ta chỉ là làm ra lựa chọn thích hợp nhất mà thôi. Vậy thì không có gì để bàn nữa. Người áo đen thở dài, không ngờ bố trí nhiều năm như vậy mà vẫn bị thất bại trong gang tấc. Tất cả đều là do tên khốn kiếp đang cười đùa trước mắt này, Hạ Thiên, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Chương 2204 Hạ Trùng bất khả ngữ băng. Hạ Thiên nhìn người áo đen giống như là đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, bất mãn nói câu này chắc là do ta nói mới đúng. Ta và tiểu muội chân dài xuống đáy biển chơi, kết quả ngươi bày mưu tính kế kiếm chuyện gây sự. Rõ ràng đánh không lại ta, còn gọi người tới làm phiền 5 lần 7 lượt, bây giờ ta rất là khó chịu, cho nên hôm nay ngươi chết chắc rồi, triệt triệt để chết chắc, sẽ không còn có phân thân gì nữa đâu. Hạ Thiên. Những chuyện đó đều là do bản tôn làm, không liên quan gì tới ta cả. Người áo đen nhìn thẳng Hạ Thiên, nói với giọng điệu thương lượng, mặc dù ta là phân thân của hắn, nhưng ta có ý thức tự chủ của bản thân, ngươi không thể đổ hết tội lỗi của hắn lên người ta được.
Vậy còn chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu dạo gần đây thì sao? Triệu Thanh Thanh nghe được lời này, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, chuyện hôm nay thì sao, chẳng lẽ cũng không dính dáng gì tới ngươi sao? Chuyện ấy thì có chút liên quan, người áo đen gật đầu thừa nhận, giọng điệu lại tương đối bình thản, nhưng đây không phải là chuyện lớn gì. Hạ Thiên, ngươi và ta đều là tu tiên giả, không cần thiết có mâu thuẫn bởi vì một chút sâu kiến. Ta biết các cô vợ của ngươi đều không có ở đây, chắc các nàng đang ở dị giới, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm các nàng sao? Người áo đen nhìn Hạ Thiên không có phản ứng gì, thế là tiếp tục thuyết phục, nhưng với tu vi bây giờ của ngươi, muốn vượt qua giới hạn e rằng còn chưa được. Mà ta chỉ một lòng muốn trở lại liên minh tu tiên, không hề quan tâm những chuyện khác, bố trí bẫy giết ngươi cũng không phải là mục đích của ta, đó chỉ là một thủ đoạn buộc ngươi xuất hiện đàm phán. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, di ngôn của ngươi thật rông dài, còn chưa nói xong sao? Hạ Thiên, ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Nghe Hạ Thiên nói như vậy, người áo đen tức giận đến mức có chút không khống chế được, chắc hẳn ngươi đã đoán được chân tướng của bí cảnh quy khư rồi đúng không? Sau mặt tường có chân nguyên khổng lồ, chỉ dựa vào sức mạnh của một người căn bản là không cách nào mở ra được, cho nên ngươi và ta nhất thiết phải liên thủ lại. Đầu tiên là phá vỡ bức tường kia trước, sau đó chúng ta chia đều chân nguyên bên trong, thậm chí những thứ khác sau bức tường kia ta cũng không cần, toàn bộ đều thuộc về ngươi, ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc cũng nói di ngôn xong rồi sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt tùy ý, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Quả nhiên chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hè sao? Người mặc áo choàng thở dài một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo, Hạ Thiên, ngươi có thể chất tuyệt cao như thế mà lại không biết trân quý, quả thật là phung phí của trời. Nếu đã như thế, vậy thì không có gì để thương lượng nữa. Sao hạ trùng bất khả ngữ băng xia trong bu ke yêu binh? Chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hè. Chúng không biết và cũng không thể tưởng tượng ra điều đó, bởi vì vòng đời của chúng không bao giờ trải qua mùa đông. Ý chỉ người có kiến thức thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Đồng nghĩa với câu ếch ngồi đáy giếng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một thanh đao màu đen cương mãnh vô chủ chém thẳng về phía Hạ Thiên. Sóng xung kích của đao khí khiến không khí vang lên những tiếng nổ đôm đốp vang dội. Phòng ở và mặt đất đều bị nhấc lên rồi thổi bay, phát thiên cái địa. Triệu Thanh Thanh cảm nhận được một đao ấy tràn ngập sát ý, làm cho máu khắp người nàng như đông lại. Viên Thế Hoàng càng lộ ra sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là lần đầu tiên đối mặt với sát chiêu của tu tiên giả, hắn không ngờ rằng nó lại kinh khủng tới như vậy. Hạ Thiên vươn tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Thanh Thanh, nhanh chóng vọt sang một bên, còn thuận thế đạp Viên Thế Hoàng một cước, đá văng hắn xa mấy chục mét. Cũng may đối phương không có bị đá chết. Để ta xem ngươi trốn được tới bao lâu. Giọng nói của người áo đen từ trong khói đen đầy trời truyền ra, khí thế lại tăng vọt lần nữa, những thứ trong phạm vi 2-30 mét đều bị nhấc khỏi mặt đất như là gặp phải vòi rồng. Khói đen cuồng quyển rồi lại phân hóa ra mấy chục đao khí màu đen, đồng loạt bắn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh tránh trái trốn phải. Không bao lâu thì những đao khí bay ra ngoài đó lại ngưng trệ giữa không trung, tiếp theo liên kết với nhau thành một cái kết giới hình lập phương khổng lồ chừng 10 mét, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh bị giam cầm ở bên trong. Đao khí không ngừng bay qua lại trong kết giới, tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ né tránh của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh cũng tăng lên, hai bên truy đuổi, dường như đang tỉ thí xem ai đạt tới tốc độ cực hạn trước. Rất rõ ràng, tốc độ của người áo đen đã đạt đến cực hạn trước. Hắn không thể không tạo ra thêm vài đạo đao khí nữa, ý đồ lấy số lượng thu hẹp phạm vi né tránh của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh lại. Chẳng lẽ ngươi không còn chiêu gì khác nữa à? Hạ Thiên có chút nhàm chán nói, chiêu này ta đã chơi chán rồi, đổi cái khác đi. Vậy như ngươi mong muốn, người áo đen gầm thét một tiếng, chỉ thấy kết giới hình lập phương lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra thu nhỏ chỉ còn lớn chừng quả đấm. Người áo đen là khách đến từ dị giới. Bản thể của hắn chính là một luồng khói đen, cho nên không quan trọng to nhỏ, hình dạng và trọng lượng, nhưng mà Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh dù sao cũng là con người, trong tích tắc bị ép lại chỉ còn cỡ nắm tay, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là bị ép thành thịt nát. Trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt Viên Thế Hoàng tái xanh, cảm giác có chút không ổn, nếu Hạ Thiên thật sự bị giết chết, như vậy hắn và nhà họ Viên cũng sẽ bị người áo đen này tiêu diệt. Một giây sau, người áo đen lại lộ diện lần nữa,
há miệng nuốt chửng luồng khói đen to cỡ nắm tay kia vào bụng. Hừ, mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng ở phương diện pháp thuật lại mạnh hơn bản tôn một chút. Người áo đen liếm môi một cái, vẻ mặt chưa thỏa mãn, sau đó quay sang nhìn về phía Viên Thế Hoàng đang khẩn trương. Viên Thế Hoàng, sự thật chứng minh, lựa chọn của ngươi sai rồi. Viên Thế Hoàng cũng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ đốt một điếu thuốc, xem ra đúng là ta đã sai rồi. Bây giờ ngươi có hối hận thì cũng quá muộn. Người áo đen lạnh lùng nói, ta vốn dĩ niệm tình ngươi còn có chút tư chất, muốn bồi dưỡng ngươi một chút. Đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, còn dám bán đứng ta. Ta không thể để ngươi sống nữa, nhà họ Viên cũng sẽ chôn vùi bởi vì ngươi. Ta nói ta sai rồi không phải là bởi vì chuyện này. Viên Thế Hoàng lắc đầu, cảm thán nói, ta nên khuyên cha mẹ sinh thêm vài cô con gái xinh đẹp, như vậy thì nhà họ Viên chúng ta đã sớm là đệ nhất thế gia rồi, làm gì tiện nghi hai anh em Triệu Công Tử và Triệu Hiểu Trác nữa chứ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ách, người áo đen sững sờ, tiếp đó sắc mặt đại biến, thân hình lập tức hóa sương mù dày đặc. Đáng tiếc, đã quá muộn. Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2205, tất nhiên ta không phải là người bình thường rồi. Thằng ngu, ngươi cảm thấy chạy được sao? Giọng nói lười biếng không biết từ đâu phát ra, nó giống như bùa đòi mạng khiến cho sắc mặt của người mặc áo bào đen đại biến. Người mặc áo bào đen lập tức hóa sương mù bỏ chạy, đáng tiếc khi bay lên giữa không trung lại bị cản trở về, cứ như bóng đập vào vách tường vậy, sau đó, làn khói đen lại đổi hướng khác nhưng cũng bị chặn lại. Lại thử thêm vài lần nữa, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào thoát được, cuối cùng hắn chỉ có thể khôi phục lại hình người, quát lớn với vẻ mặt tràn đầy tức giận, Hạ Thiên, làm việc nên giữ lại một con đường, sau này nếu chúng ta có gặp nhau cũng dễ nói chuyện. Tất cả mọi người đều là tu tiên giả, nhất định phải đánh nhau đến mức sống chết sao? Ngại quá, ngoài trừ ngươi chết thì vẫn là ngươi chết. Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh từ trên không trung hạ xuống. Đứng đối diện người mặc áo bào đen, ta sẽ không có chuyện gì đâu, càng sẽ không chết. Người mặc áo bào đen không có cách nào bắt được Hạ Thiên, trong lòng hắn dâng lên một nghi ngờ, Hạ Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Hình như não của ngươi có gì đó không ổn. Hạ Thiên nhìn người áo bào đen như nhìn tên ngốc, ta là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Võ công đệ nhất thiên hạ, y thuật cũng đệ nhất thiên hạ. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Điều người áo bào đen muốn biết chắc chắn không phải chuyện này, cho nên hắn phải nhấn mạnh, ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường. Tất nhiên ta không phải người bình thường, ta là thiên tài. Hạ Thiên tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù ngươi là một tu tiên giả, nhưng lại không có thuật pháp truyền thừa chính thống. Nghiêm túc mà nói thì ngươi chỉ là một kẻ tán tu mà thôi. Ánh mắt của người mặc áo bào đen nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Nhưng đối với thuật pháp, ngươi lại có thiên phú chống đỡ, hơn nữa trong nháy mắt đã có thể nhìn ra sơ hở của đối phương, ngươi chắc chắn không thể có được loại năng lực ấy. Ta không biết tên kém thông minh nhà ngươi đang nói cái gì, ta cũng không có hứng thú muốn biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu ngươi không có thủ đoạn nào khác thì tự mình kết thúc đi, ta lười giết ngươi. Người mặc áo bào đen còn muốn nói cái gì đó nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hạ Thiên đoán chừng là không có hứng thú nghe, trong lòng mạnh mẽ dâng lên cảm xúc không cam lòng. Chỉ là Hạ Thiên, người này thật đúng là quá ác độc, trước đó chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe nói qua. Hơn nữa hắn cũng được bản tôn truyền đạt một chút cảm nhận nhưng cuối cùng lại lĩnh hội không đủ sâu sắc. Hôm nay vừa gặp mặt, hắn đã phát hiện Hạ Thiên có chỗ không giống bình thường, đó chính là Hạ Thiên gần như miễn nhiễm với thuật pháp. Đây là một loại năng lực trời sinh. Ngay cả trong liên minh tu tiên cũng có rất ít người như vậy. Hắn thực sự rất khó chấp nhận việc Hạ Thiên lại có năng lực thần kỳ kia. Được thôi, sẽ giống như ngươi mong muốn. Người mặc áo bào đen suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ phản kháng, bởi vì giãy giụa cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Dù là ta hay bản tôn ở trong liên minh tu tiên, chẳng qua vẫn chỉ là những nhân vật tu đạo nhỏ bé. Nếu không sẽ không bị lưu đày đến một thế giới có linh khí mỏng manh như vậy. Cuối cùng cũng có một ngày, liên minh tu tiên sẽ chú ý tới nơi đây, đến lúc đó lại phái người có tu vi cao hơn ngươi tới, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn.
Bất kể là liên minh tu tiên hay liên minh sửa xe gì đó, bọn hắn phái bao nhiêu người tới thì ta sẽ xử lý bấy nhiêu người. Hạ Thiên thờ ơ nói. Sẽ chỉ có những đứa đần như các ngươi mới chết không có chỗ chôn. Hạ Thiên, nói thêm cũng vô dụng, ta sẽ chờ ngươi trên đường Hoàng Tuyền. Thân hình người mặc áo bào đen dần dần tiêu tán, lần này không hóa thành khói đen nữa mà trực tiếp tan thành mây khói. Triệu Thanh Thanh nhìn người áo bào đen dần dần biến mất, có chút nghi ngờ nói, sư phụ, người đó sẽ không dở trò gì nữa chứ. Lần này sẽ không, Hạ Thiên cười hì hì nói, vừa rồi ta đã đâm mấy châm trên người hắn, cho dù hắn không tự mình kết thúc, sớm muộn gì cũng vẫn phải chết. Ta biết sư phụ chắc chắn sẽ không buông tha cho loại bại hoại như thế mà. Triệu Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt sùng bái, sau đó nàng lại có một chút lo lắng, hắn sẽ không còn phân thân nào khác chứ. Không có, Hạ Thiên lắc đầu, năng lực của tên có trí thông minh thấp kia đủ để phân ra một phân thân, thực lực này coi như không tệ rồi. Cho dù có những người khác thì cũng chả khác gì tạp binh, cho nên không cần để ý. Trong lòng Triệu Thanh Thanh thoáng yên tâm hơn một chút, mặc dù bây giờ nàng cũng được coi là một nửa tu tiên giả, nhưng đối với những người nắm giữ sức mạnh hủy diệt thiên địa, nàng vẫn ôm lòng cảnh giác, luôn cảm thấy cần phải tiêu diệt hoặc khống chế lại mới tốt, tất nhiên là ngoại trừ sư phụ của nàng và những người vợ của hắn. Hạ Thiên, lần này cảm ơn ngươi. Sau khi Viên Thế Hoàng thấy mọi việc đã kết thúc mới từ trong góc đi ra, nói lời cảm ơn với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Viên Thế Hoàng nói, ngươi không đi. Ta có thể đi đâu chứ? Viên Thế Hoàng cười khổ một tiếng, chuyện các ngươi đánh nhau đã vượt ra ngoài phạm vi của người thường. Ta chắc chắn không giúp được gì, nhưng việc một mình chạy trốn như thế, Viên Thế Hoàng ta không thể làm được, cùng lắm thì chết thôi. Vậy ngươi cũng là người không tệ lắm. Hạ Thiên thuận miệng nói, lần này ngươi không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn nữa. Nếu không, thuận tay giết ngươi cũng không phải là một việc khó khăn. Có thể được ngươi khen cũng là hiếm thấy. Viên Thế Hoàng nghe thấy thế lại có chút vui vẻ, bất kể nói như thế nào, trước kia giữa ta và ngươi vẫn xem như có chút giao tình, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Nếu không ta sẽ không để người khác thông báo cho ngươi tới đây. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến tin nhắn vừa nhận được, đó là do bé ngoan gửi cho hắn, nói rằng người mặc áo bào đen đang đánh cờ với Viên Thế Hoàng. Cho nên hắn mới đưa Triệu Thanh Thanh trực tiếp giết tới đại trạch nhà họ Viên. Lúc này, khi nghe thấy lời của Viên Thế Hoàng, hắn không nhịn được hỏi một câu, người biết bé ngoan sao? Bé ngoan, Viên Thế Hoàng sững sờ, suy nghĩ một lúc mới lắc đầu, người ta quen biết hình như không được gọi bằng biệt danh ấy. Vậy ngươi để cho ai truyền tin tức tới ta? Hạ Thiên lại hỏi. Thấy Hạ Thiên nghiêm túc hỏi, Viên Thế Hoàng lập tức trả lời, bởi vì sợ bị phát hiện, ta đã lén gửi tin nhắn WeChat cho một người đáng tin cậy, để hắn nghĩ cách thông báo cho ngươi. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, hắn là đàn ông, hình như không liên quan gì đến biệt danh bé ngoan kia. Điều này có hơi kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ, rất nhanh Hạ Thiên đã bình thường trở lại. Dù sao thì bé ngoan chính là một cao thủ hacker, nói không chừng đã trực tiếp đọc tin của Viên Thế Hoàng rồi thông báo trước cho hắn. Chương 2206. Ai là gian tế? Viên Thế Hoàng không nhịn được hỏi, sao ngươi muốn tìm bé ngoan này? Nàng ấy là ai? Có cần ta hỗ trợ tìm một chút không? Lúc đầu, Hạ Thiên muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, nói không chừng những công tử thế gia này lại có con đường đặc biệt nào đó để tìm người. Để cho hắn tìm giúp mình cũng tốt, thế là Hạ Thiên gật đầu nói, được, ngươi có thể tìm một chút, nếu tìm được thì lập tức báo cho biết. Được, Viên Thế Hoàng không khỏi bật cười. Hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên rất khó giao tiếp, chẳng những tùy hứng làm bậy mà còn vui buồn thất thường. Bây giờ được tiếp xúc gần một lần, phát hiện chỉ cần không trêu chọc Hạ Thiên, về cơ bản sẽ bình an vô sự, xem ra trước kia hắn đã có rất nhiều thành kiến với nam nhân này. Lúc này, điện thoại của Triệu Thanh Thanh đột nhiên vang lên, nàng lập tức kết nối, nghe một hồi thì vội vàng chạy về phía Hạ Thiên nói, sư phụ, bên phía Tiểu Lạc gặp rắc rối, chúng ta qua xem một chút. Nàng ấy ở đâu? Tất nhiên Hạ Thiên không có ý kiến. Triệu Thanh Thanh liếc nhìn điện thoại di động, nàng vừa gửi định vị, hình như là ở trong một ngôi biệt thự bên bờ biển. Vậy được, chúng ta đi thẳng tới là được. Hạ Thiên liếc nhìn định vị. Sau đó hắn ôm Triệu Thanh Thanh rồi trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng rời đi. Viên Thế Hoàng đứng ở nơi đó,
nhìn về phía Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh biến mất, không chút nghĩ ngợi nói, địa vị của nhà họ Triệu thực sự kiên cố vững chắc nha. Ban đầu còn tưởng rằng sau khi Triệu Vũ Cơ và Triệu Yêu Yêu mất tích, địa vị của nhà họ Triệu trong lòng Hạ Thiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không ngờ, Triệu Thanh Thanh lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ nguyên khí của nhà họ Viên trong tối đã thương tổn nặng nề. Nếu ta không nghĩ cách, sớm muộn gì nhà họ Viên ở Bắc Kinh cũng bị những người kia chia rẽ chiếm đoạt. Tại sao nhà họ Viên chúng ta lại không có mỹ nữ khiến cho Hạ Thiên để mắt tới chứ? Viên Thế Hoàng không nhìn được cảm thán Triệu Công Tử và Triệu Hiểu Trác tốt số, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, trong lòng dần dần nóng lên, chờ đã, nhà họ Viên không có, không đại diện, có một người chắc chắn có thể làm cho Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Tân Cảng, một biệt thự bên bờ biển. Tần Tiểu Lạc sốt ruột ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, phía sau nàng là một vài thành viên nhà họ Triệu trong Thiên Đạo Tổ. Trên bàn cà phê đối diện với bọn hắn có một người đang nằm, sắc mặt xanh tím, nhìn dáng vẻ như không còn nhiều thời gian, đó chính là Viên Hạo, người giã bị. Tần Tiểu Lạc đưa tới trước đó. Khoảng nửa ngày trước, Tần Tiểu Lạc dẫn theo một nhóm người áp tải Viên Hạo đuổi đến Tân Cảng bên này. Nàng nhanh chóng đặt trước một chiếc tàu qua điện thoại, có thể lập tức xuất phát đi tìm kiếm tung tích của Triệu Hiểu Trác trên biển. Thật không may, bọn hắn vừa đuổi tới Tân Cảng. Còn chưa kịp leo lên thuyền thì Viên Hạo đã xảy ra chuyện. Và trước khi lên thuyền, hắn chỉ thuận miệng uống một bình nước, sau đó trực tiếp sùi bọt mép rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Ban đầu Tần Tiểu Lạc muốn đưa Viên Hạo đi bệnh viện, nhưng rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ ấy, lựa chọn liên lạc với Triệu Thanh Thanh, để cho nàng đưa Hạ Thiên tới. Có Hạ Thiên ở đây, hắn còn giỏi hơn tất cả các bác sĩ trên thế giới. Rốt cuộc là ai đã đưa bình nước đó cho hắn? Tần Tiểu Lạc nghiêm nghị quát hỏi. Tốt nhất là nên sớm thừa nhận một chút, ta có thể đảm bảo giữ cho ngươi một mạng. Nếu như đợi lát nữa ta tra ra được, vậy cũng đừng trách ta để cho ngươi sống không bằng chết. Mấy thành viên nhà họ Triệu trong Thiên Đạo Tổ không nhìn được hai mặt nhìn nhau, sau đó, mọi người đều lắc đầu không biết phải làm sao. Ha ha, đều không thừa nhận sao. Tần Tiểu Lạc khoanh tay, cười khẩy, các ngươi cảm thấy ta là nữ nhân nên dễ ức hiếp. Hay cảm thấy ta không dám bắt các ngươi sao? Phu nhân, ta nghĩ chưa chắc có ai trong số chúng ta dám làm vậy. Một người trẻ tuổi trong đó không chịu nổi sự nghi ngờ, trực tiếp lên tiếng phản bác lại, chúng ta đều mang họ Triệu, không thể phản bội nhà họ Triệu, hơn nữa làm như vậy cũng không có ích lợi gì với chúng ta cả. Tần Tiểu Lạc vẫn có chút tin tưởng mấy lời này. Những người này đều được nhà họ Triệu lựa chọn trong số hàng nghìn đứa trẻ rồi mới đưa vào Thiên Đạo Tổ. Bất kể gia thế hay lý lịch đều trong sạch, bọn hắn thực sự rất trung thành. Chỉ là lòng người thực sự không thể đoán được, đặc biệt là hiện tại sự sống chết sinh tử của Triệu Hiểu Trác đang rất nguy hiểm, nàng không thể đánh cược. Ngươi tên là Triệu Chí Vĩ đúng không? Ta nhớ ra ngươi, ngươi chính là người mà Hiểu Trác đã chọn từ 10 năm trước để bồi dưỡng trọng điểm. Khi đó ngươi mới lên sơ trung nhỉ? Tần Tiểu Lạc nhìn người trẻ tuổi kia rồi chậm rãi nói. Người trẻ tuổi tên là Triệu Chí Vi ấy lộ ra vẻ cảm kích, phu nhân có trí nhớ tốt. 10 năm trước, ta còn học năm 3 trung học cơ sở. Khi đó, nhị công tử Triệu Hiểu Trác nhìn chúng ta rồi trực tiếp đưa ta tiến vào Thiên Đạo Tổ để bồi dưỡng. 2 năm trước ta mới đến Thiên Đạo Tổ, sau đó ta vẫn luôn là cận vệ của công tử Hiểu Trác. Người tên là, Tần Tiểu Lạc lần lượt gọi tên của mấy người khác, trên mặt không chút biểu cảm, ra vẻ lạnh lùng nói. Chính bởi vì các người đều là nhân tài do Hiểu Trác tự mình tuyển chọn, cho nên ta mới có thể để lại cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần bây giờ chủ động nhận tội, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của người đó. Nếu không, gia pháp phục dịch, không chút lưu tình. Lời này khiến cho mười mấy thành viên nhà họ Triệu không nhịn được run rẩy trong lòng, bọn hắn biết Tần Tiểu Lạc đang thật sự rất tức giận, nếu không nàng sẽ không dùng gia pháp ra tay độc ác như vậy. Lời vừa nói ra, Triệu Chí Vĩ đột nhiên rút tay ra từ trong ngực một khẩu súng lục giảm thanh. Hắn bắn vào các thành viên khác, cuối cùng nhắm ngay vào đầu Tần Tiểu Lạc, được rồi, bây giờ ta thừa nhận là ta làm. Ngươi có thể làm gì ta? Chương 2207, mới 12 năm không ra ngoài đã bị quên sao? Quả thật loại tình huống bất ngờ này làm cho Tần Tiểu Lạc kinh ngạc không thôi, rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhưng Tần Tiểu Lạc không phải là người bình thường. Rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, khinh bỉ nhìn Triệu Chí Vĩ,
lạnh giọng hỏi, tại sao lại phản bội nhà họ Triệu? Phản bội, Triệu Chí Vĩ cười nhạo một tiếng, ta không phải là nô lệ của nhà họ Triệu, tiến vào Thiên Đạo Tổ chỉ là nhiệm vụ, không thể gánh nổi hai chữ phản bội. Ngươi có biết Thiên Đạo Tổ là của ai không? Tần Tiểu Lạc lạnh lùng nói, phản bội nhà họ Triệu, ngươi chỉ có một con đường chết. Bây giờ lại phản bội Hạ Thiên, trên đời này không có ai có thể cứu được ngươi. Ồ, Triệu Chí Vĩ xem thường, cười nhạo nói, các ngươi đều thấy Hạ Thiên là thần, nhưng ta đã thấy qua thần chân chính, so với vị kia thì Hạ Thiên không là gì. Huống chi, e rằng bây giờ hắn đã khó bảo toàn chính mình, không rảnh tới đây cứu ngươi. Tần Tiểu Lạc bỗng nhiên thở dài, Hạ Thiên mới 12 năm không ra ngoài, các ngươi đã không nhớ rõ điểm đáng sợ của hắn sao? Thế giới này vốn thay đổi từng ngày, hắn trốn đi hưởng lợi 12 năm nhưng lại không biết thế giới bên ngoài sớm đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất trong khoảng thời gian này. Trong mắt Triệu Chí Vĩ tràn đầy vẻ mỉa mai, hắn biết cái gì gọi là khôi phục linh khí không? Hắn biết cái gì gọi là tiến hóa toàn cầu không? Ta không cần biết, cũng không có hứng thú biết. Không biết từ lúc nào, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh đã xuất hiện ở trong biệt thự, thảnh thơi nhàn nhã ngồi một góc trên ghế salon ở đại sảnh. Thế mà các ngươi chưa chết, Triệu Chí Vĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, một nửa là vì nhìn thấy Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh còn sống, một nửa là vì bọn hắn đã chạy tới nơi đây nhanh như thế, để cho hắn bỏ lỡ thời cơ xử lý bọn người Tần Tiểu Lạc. Đôi mắt đẹp của Triệu Thanh Thanh phun ra lửa, hung tợn chừng người này, lại là một tên nhìn đời bằng nửa con mắt. Hiểu chắc tốt với ngươi như vậy, không cảm ơn thì thôi, lại còn phản bội vào lúc mấu chốt, ngươi vẫn là người sao, đơn giản chính là xúc sinh. Ngươi thì biết cái rắm, ngươi có tư cách gì mà ở đây chỉ trích ta? Triệu Chí Vĩ quát lên một tiếng, trong giọng nói có chút oán khí. Tất cả mọi người nhà họ Triệu, dựa vào cái gì mà trời sinh các ngươi đã tốt số, sinh ra đã ăn ngon mặc đẹp, không cần lo lắng vì bất cứ chuyện gì. Mà ta chỉ có cha mẹ hèn nhát, không có tiền không quyền không thế, chỉ có thể kéo chân sau của lão tử, hầu như ta đã rất cố gắng, phát huy ra tất cả sức mạnh, tài trí của ta, vậy mà kết quả đều không thể sánh bằng việc Triệu Hiểu Trác thuận miệng nói một câu. Sắc mặt của Tần Tiểu Lạc âm trầm, im lặng không nghe lời Triệu Chí Vĩ nói. Còn muốn ta cảm ơn, ta nhổ vào. Lúc này, Triệu Chí Vĩ đang phát tiết bất mãn tích tụ ở trong lòng trong những năm qua. Càng nói càng tức giận, nếu Triệu Hiểu Trác thật sự xem trọng ta, thì sao có thể cho ta vào thiên tổ gì đó, nên giúp ta vào một đại học có danh tiếng, lại cho ta ra nước ngoài bồi dưỡng, đến lúc đó ta có thể được cả danh và lợi, ở nhà họ Triệu cũng có đầy đủ vốn liếng để cạnh tranh vị trí cao. Triệu Thanh Thanh ôm cánh tay cười lạnh, hoàn toàn không muốn đối phó với loại người vong ơn phụ nghĩa như vậy, hận thù với kẻ ti tiện này chỉ lãng phí môi lưỡi. Kết quả sao? Triệu Chí Vĩ đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, nghiến răng nghiến lợi mắng, rõ ràng là Triệu Hiểu Trác ghen ghét tài hoa của ta, sợ về sau ta chiếm được tài nguyên của con em nồng cốt nhà họ Triệu, cho nên đuổi ta vào Thiên Đạo Tổ, học những kỹ năng kém cỏi kia, để làm thuộc hạ, làm bảo vệ cho các ngươi thật tốt. Những loại chuyện này tuyệt đối không phải dành cho thiên tài như Triệu Chí Vĩ ta làm. Ngươi không phải thiên tài, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc. Hạ Thiên rất chán những đứa đần tự thấy bản thân tốt đẹp. Không đúng, ngay cả kẻ ngốc thì ngươi cũng không được tính vào, là phế vật, không có chút tác dụng. Triệu Chí Vĩ rời súng chĩa sang Hạ Thiên, ta sớm đã nghe qua rằng ngươi rất lợi hại, mặc kệ là thiên tổ hay là thiên đạo tổ, đều cung phụng ngươi làm thần linh, coi lời của ngươi như thánh chỉ. Nhưng, trong mắt của ta thì ngươi chỉ là một vị thần xấu xa, sự tồn tại ngươi chính là sự lãng phí lớn nhất đối với thiên đạo tổ. Căn bản ngươi không biết sự lợi hại của tổ chức, cũng không phát huy được tiềm lực chân chính của tổ chức. Ai bỏ tên kém thông minh ấy vào thiên đạo tổ vậy? Hạ Thiên có chút không vui. Dám cầm súng chỉ vào ta, thì sẽ có kết quả đều rất thảm, ngươi sẽ không ngoại lệ. Bớt nói nhảm đi, giọng điệu của Triệu Chí Vĩ hung ác, họng súng lại trở về Tần Tiểu Lạc một cách tự nhiên. Thứ ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần các ngươi giao thiên đạo tổ ra. Ta lập tức nói tung tích của Triệu Hiểu Trác cho các ngươi biết. Hạ Thiên khó chịu chừng Triệu Chí Vĩ, thằng ngu ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Hạ Thiên, nếu không thì giao dịch được không? Ta chỉ cần thiên đạo tổ, ta sẽ nói vị trí của Triệu Hiểu Trác với chuyện người đứng sau xúi dục ta cho ngươi biết. Triệu Chí Vĩ cảm thấy miệng hơi khô, không nhịn được liếm liếm môi dưới.
Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để giao dịch với ta? Hạ Thiên nhếch miệng, vô cùng khó chịu nói. Vì sao lại không có? Triệu Chí Vĩ không hiểu quát, ngươi nhường cho ta Thiên Đạo Tổ cũng không tổn thất gì, mà ta lại có thể phát huy tác dụng của nó đến cực hạn, vì sao ngươi không đồng ý? Ngươi dựa vào cái gì mà không đồng ý? Ngươi cũng xem thường ta, đúng không? Ngươi thì tính là cái gì, tại sao ta phải để mắt tên ngu si như ngươi? Hạ Thiên lười biếng nói, ban đầu Thiên Đạo Tổ kia xây cho các cô vợ của ta chơi, nó có ích lợi gì, chỉ có ta và vợ của ta quyết định. Quả nhiên ngươi là một kẻ ti tiện, răng của Triệu Chí Vĩ đều đã nghiến sắp nát vụn. Quả nhiên những người như các ngươi đều đáng chết, lúc nào cũng thích đùa bỡn người khác, coi đồ vật chân quý của người khác như đồ chơi, tùy tiện xử lý, tuyệt đối không quan tâm đến cảm nhận của người khác, tuyệt đối không suy nghĩ một chút về cảm nhận của những người vô cùng cần những thứ ấy. Chương 2208. Ngươi là Diêm La Vương. Đầu óc của ngươi bị bệnh à? Đồ vật của sư phụ ta, hắn muốn xử lý làm sao là chuyện của hắn, không có quan hệ tới một đồng nào của ngươi. Triệu Thanh Thanh nghe mà đau cả đầu, trong đầu người này có suy nghĩ rất buồn cười, thứ mình muốn thì người khác phải cho vô điều kiện, không cho thì là nhân phẩm có vấn đề. Triệu Chí Vĩ mất kiềm chế cảm xúc trong nháy mắt, giận dữ hét, đương nhiên là có liên quan. Bởi vì đây là đồ vật ta ước mơ tha thiết. Là bậc thang không thể thiếu để bước vào tầng cao nhất. Các ngươi tặng nó cho ta thì chỉ là một câu nói mà thôi, thế nhưng mặc kệ là Triệu công tử, Triệu hiểu chắc hay các ngươi, đều cố ý không nói câu nói, đây rõ ràng là đang làm khó ta, chính là đang ép ta. Đi đến cục diện hôm nay, thì ai cũng không thể trách ta. Người này chính là một tên niên chân chính, một tên tiểu nhân không biết thỏa mãn. Triệu Thanh Thanh trực tiếp đưa ra kết luận, hoàn toàn không thể nói chuyện, sư phụ, người châm cho hắn một châm, để cho hắn nói ra chuyện hắn biết đi. Ta sẽ không để các ngươi toại nguyện, Triệu Chí Vĩ nói xong, lập tức nhét họng súng vào trong miệng của mình, không chút do dự bóp cò súng. Bằng, một tiếng súng vang lên, máu tươi trộn với não của hắn bắn ra bốn phía. Triệu Thanh Thanh ngẩn người, quay đầu nhìn Hạ Thiên, chúng ta còn chưa làm gì hắn. Tại sao hắn muốn tự sát? Bởi vì hắn sợ chết, Hạ Thiên nghiêm túc trả lời. Bởi vì sợ chết, cho nên hắn tự sát, Triệu Thanh Thanh không biết, ngược lại càng sững sờ đến lợi hại hơn. Sư phụ, người cảm thấy ta nghe hiểu sao? Bị giết chết hay tự chết là không giống nhau. Hạ Thiên gật đầu, nhìn Triệu Thanh Thanh có chút không hiểu. Cái này còn có cái gì không hiểu, ta đã nói rất rõ ràng. Tốt thôi. Sư phụ ngươi thông minh tuyệt đỉnh, là ta có hơi kém thông minh. Triệu Thanh Thanh không muốn lại tự tìm đả kích, dứt khoát không hỏi thêm nữa, định bỏ qua chuyện này. Tần Tiểu Lạc thấy Triệu Chí Vĩ trực tiếp tự sát, trong lòng càng thêm nặng nề, điều ấy không chỉ chứng minh thành viên nòng cốt của nhà họ Triệu đều bị xâm nhập, hơn nữa người đứng sau màn còn biết được cách khống chế lòng người, nếu không người này cũng không cần dùng loại phương pháp kịch liệt này để đề phòng bí mật bị tiết lộ. Hạ Thiên, hắn uống nước không rõ lai lịch, độc đã phát tán mà bỏ mình, người còn có thể cứu sống lại không? Tần Tiểu Lạc chỉ vào Viên Hạo đang nằm ở trên bàn trà kia, mở miệng nhờ Hạ Thiên hỗ trợ. Hạ Thiên nhìn Viên Hạo, không cho là đúng, nói cứu thì đương nhiên có thể cứu, chỉ là không cần thiết phải như thế. Chỉ có hắn biết hiểu chắc bị đưa tới nơi nào, nếu như hắn chết, ta thật sự không muốn sống nữa. Tần Tiểu Lạc không đè được sốt ruột trong lòng. Dù sao xin ngươi hãy giúp đỡ một chút, nếu lại tìm hiểu chắc không ra, đoán chừng nhà họ Triệu sẽ rối loạn. Triệu Thanh Thanh cũng giúp khuyên, sư phụ, ngươi giúp Tiểu Lạc một chút đi. Bây giờ tìm được hiểu chắc mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không, đoán chừng toàn bộ kinh thành đều sẽ lộn xộn. Nếu Vũ Cơ Tỷ và Yêu Yêu biết, chắc chắn sẽ trách ngươi. Cũng đúng, nếu Triệu hiểu chắc xảy ra chuyện, nhất định hai cô vợ Đại Yêu Tinh và Tiểu Yêu Tinh sẽ giận ta. Hạ Thiên nghĩ thấy rất đúng, thế là lấy ra ngân châm, trực tiếp ghim trên người Viên Hạo đã chết từ lâu. Thi thể đã lạnh rồi mà còn cứu lại được sao? Mặc dù Tần Tiểu Lạc tin vào bản lĩnh của Hạ Thiên, nhưng nhìn thấy thi thể Viên Hạo đã cứng thì vẫn còn hơi lo lắng. Triệu Thanh Thanh lại tin tưởng Hạ Thiên vạn phần, đã đến tình trạng sùng bái mù quáng, lập tức nói chắc chắn không có vấn đề, không nhìn xem sư phụ là ai sao. Chỉ cần chết chưa hơn 3 ngày. Ta đều có thể cứu về. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, lười biếng nói.
Ba châm đầu tiên của nghịch thiên bát châm cũng là y thuật, tức là nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm thịt cốt. 12 năm trước hắn nhờ vào ba châm đầu đã cứu sống không ít người lượn lờ ở quỷ môn. Mà bây giờ so với 12 năm trước thì y thuật của Hạ Thiên lại tăng lên rất nhiều. Khi đó châm pháp của hắn vẫn chỉ có thể cứu bệnh nhân còn sót lại một hơi, hoặc người vừa mới chết không bao lâu, hiện tại thì hắn chỉ cần thi thể không bị hư, người có thời gian chết trong vòng 3 ngày, đều có thể dùng châm mà cứu về. Cái gọi là nghịch thiên châm pháp, chính là kinh khủng như vậy. Hạ Thiên thu châm chưa đến 10 giây, Viên Hạo đã từ từ tỉnh lại, mở mắt, há mồm nói một câu, vì sao ta chưa chết? Có ta ở đây, người muốn chết cũng không chết được, hoặc dù ngươi không muốn chết thì cũng nhất định sẽ phải chết. Hạ Thiên không đếm xỉa tới nói. Bây giờ, Viên Hạo mới nhìn hắn, thở dài, ngươi chính là Diêm La Vương để cho người ta sống không bằng chết. Đừng nói lung tung, Hạ Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, ta đẹp trai như vậy, sao có thể là Diêm La Vương? Triệu Thanh Thanh buồn cười nói, sư phụ, chưa có người nói rằng Diêm La Vương nhất định là kẻ xấu xí. Ta là soái ca đệ nhất thiên hạ. Không có người đẹp trai hơn ta, quỷ cũng không có. Hạ Thiên còn nghiêm túc cường điệu, cho nên nhất định Diêm La Vương xấu hơn ta. Sư phụ đúng là sư phụ, suy nghĩ tỉ mỉ đến nỗi không chê vào đâu được. Triệu Thanh Thanh cực kỳ sùng bái. Chương 2209, bản lĩnh Triệu Hiểu Trác. Tần Tiểu Lạc rất thức thời, không nhìn thẳng vào màn ân ái của Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Nhìn Viên Hạo rồi hỏi, ngươi đã sớm biết sẽ có người đến giết ngươi đúng không? Đó không phải là điều đương nhiên sao? Viên Hạo thở dài nói, nếu như ta làm việc thất bại, thì người kia làm sao cho phép ta còn sống như vậy? Tần Tiểu Lạc tiếp tục hỏi, tên kia là ai? Là hắn đã sai người bắt cóc Hiểu Trác. Ta không biết hắn có được tính là người hay không, nhưng hắn bắt chúng ta gọi hắn là thần. Viên Hạo nhớ lại cảnh tượng gặp mặt với người nọ. Cho đến ngày hôm nay vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, thật ra hắn càng giống ma quỷ, không có bất cứ quan hệ nào với thần, nhưng thủ đoạn kia chắc chắn không phải là con người có thể làm được. Đúng lúc này, Hạ Thiên lên tiếng, có phải ngươi nói đến cái tên ngu ngốc mặc áo đen, cả người đều giấu trong bộ áo đen, không nhìn thấy rõ dáng vẻ, có thể biến thành sương mù để chạy trốn. Làm sao ngươi biết được? Viên Hạo hoảng hốt nhìn Hạ Thiên. Cái tên ngu ngốc kia đã bị ta xử lý rồi, Hạ Thiên tùy ý nói. Viên Hạo vô thức phản bác, điều ấy không có khả năng. Không có chuyện gì là không có khả năng. Triệu Thanh Thanh thuận tiện giải thích, cái tên ngu ngốc đó dám trêu chọc sư phụ ta, đó là tìm đường chết, chúng ta vừa mới giải quyết hắn xong thì mới tới gặp các người. Tần Tiểu Lạc không dám chậm trễ thời gian thêm nữa, tất nhiên là phải đi cứu người về, bây giờ lên thuyền xuất phát, chúng ta đi cứu Hiểu Trác. Ta có thể mang các người đi tìm Triệu Hiểu Trác, các người có tha cho ta một mạng được không? Viên Hạo cân nhắc, lập tức đưa ra điều kiện với ba người Hạ Thiên, nếu không thì các người sẽ mãi mãi không biết thấy hắn đang ở đâu. Hạ Thiên lười nói nhảm với hắn, trực tiếp châm cho Viên Hạo một châm, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, đàng hoàng làm người dẫn đường. Không đến nửa giờ, thì bọn hắn nhanh chóng leo lên một chiếc tàu tư nhân, dưới sự chỉ dẫn của Viên Hạo. Bước lên con đường nghĩ cách đi cứu Triệu Hiểu Trác. Trên một hải đảo nằm trên biển Thái Bình Dương. Đây là nơi che giấu căn cứ bí mật của nhà họ Viên, có lịch sử gần trăm năm, hơn nữa trên đảo sắp xếp những nhà khoa học hàng đầu do nhà họ Viên bồi dưỡng ra, quanh năm bọn hắn tiến hành các loại thí nghiệm phi pháp. Mà nội dung các thí nghiệm không được tính là về khoa học, rất nhanh đã nhập vào lĩnh vực huyền học. Hơn 100 năm trước, tổ tiên nhà họ Viên đã biết đến sự tồn tại của tu tiên giả, nên cái đảo này trở thành căn cứ phá giải bí mật về việc trường sinh bất tử. Đáng tiếc, từ đó tới nay, ngoại trừ có thể giúp con người kéo dài thêm 50 năm tuổi thọ, cũng không có thêm thành quả hữu hiệu nào. Mà tu tiên giả chân chính của nhà họ Viên, giống như đám người Viên Thiên chính là do bọn hắn cung phụng người mặc áo đen kia mới bồi dưỡng ra được. Nhưng cơ sở nghiên cứu trên hải đảo này không phải không có thu hoạch, mà cũng được coi là trình độ hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực đó, chỉ là bọn họ không dám công bố thành quả nghiên cứu ra bên ngoài. Mấy ngày gần đây, trên đảo lại đón thêm một nhóm vật thí nghiệm mới, điều ấy khiến các nhà khoa học vô cùng hưng phấn. Trong những người ấy, có mấy người là nhân vật có mặt mũi ở kinh thành, trong đó có cả Triệu Hiểu Trác vừa mất tích 3 ngày trước.
Sau khi lên đảo, đám người Triệu Hiểu Trác bị chia ra giam giữ ở trong các phòng cách rất xa nhau, tất cả hành vi của bọn hắn đều được người giám sát 24 giờ. Lúc này, người phụ trách trên đảo đang tìm Triệu Hiểu Trác, bắt đầu mỗi ngày đều trò chuyện với hắn. Triệu Hiểu Trác nằm ườn giữa nghiêng người vào ghế salon, trên mặt không hề có sự bối rối, giống như đang nghỉ ngơi, trong tay cầm một tờ báo, lười biếng hỏi, lại là ngươi, hôm nay lại muốn hỏi cái gì? Triệu nhị công tử, ngược lại ngươi rất thong thả, ngươi không cảm thấy lo lắng sao? Một người trẻ tuổi mặc Âu phục màu trắng ngồi đối diện với Triệu Hiểu Trác, lúc nói chuyện trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Còn Triệu Hiểu Trác không cảm thấy sao cả, nói, ở đây ăn được ngủ được, còn không cần phải xử lý những việc vặt vãnh kia, ngày nào cũng rất thoải mái, cần lo lắng cái gì. Ngươi đã mất tích được 3 ngày, ngươi không lo lắng phản ứng của người nhà ngươi sao? Người trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng tò mò hỏi, ngươi cũng không lo lắng mục đích chúng ta đem ngươi đưa tới đây. Triệu Hiểu Trác hỏi, ta nói ta lo lắng, thì các người sẽ thả ta ra sao? Ta không có khả năng quyết định được việc đó. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng lắc đầu nói, hơn nữa nghiên cứu về ngươi mới bắt đầu, tạm thời không có khả năng thả ngươi đi được. Vậy thì không phải chết, còn hỏi cái gì mà hỏi? Triệu Hiểu Trác khó chịu trợn mắt nhìn người đối diện, mỗi ngày ngươi lãng phí thời gian để hỏi việc nhảm nhí như vậy, ngươi không phiền nhưng ta cảm thấy rất phiền. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng nở nụ cười, việc hỏi thăm mỗi ngày là việc nhất định phải làm, bây giờ có lẽ ngươi cảm thấy phiền, về sau không chừng ngươi sẽ tới cầu xin ta đến nói chuyện phiếm với ngươi. 1. Ngươi không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, 2. Ngươi không phải là nhân vật đặc biệt, sao phải khiến ta phải cầu xin ngươi nói chuyện? Đùa hả, Triệu Hiểu Trác nhìn không được trợn mắt. Quả nhiên nhị công tử là người lạc quan. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng khẽ cười nói, hy vọng ngươi có thể giữ được thái độ lạc quan ấy, những ngày tiếp theo, có lẽ ngươi phải chịu một chút đau khổ. Triệu Hiểu Trác không kiên nhẫn nói, các người có chiêu trò gì thì bày ra đi, bản công tử sớm đã ngán loại người ma quỷ như các người rồi. Nhị công tử biết ta là người như thế nào? Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng nhìn hắn rồi chỉ chính mình nói, hoặc là lúc trước khi lên đảo, ngươi đã từng gặp ta chưa? Chưa từng gặp. Không biết, Triệu Hiểu Trác nhanh nhẹn linh hoạt trả lời, trong giọng nói lộ ra sự xem thường, đám người chuột nhắt như ngươi, bản công tử không có hứng thú để tìm hiểu. Chương 2210, phục chế con người. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng hưng phấn mà vỗ một trường, quả nhiên là công tử đệ nhất thế gia của đế kinh, phong độ hoàn toàn khác người thường. Nhưng ta muốn giới thiệu một chút, ta họ Viên, gọi là Viên Thế Hoàng. Phốc, ha ha ha. Triệu Hiểu Trác nhìn không được mà cười lớn, cười đến mức hai tay ôm chặt bụng, cười nghiêng ngả lăn từ trên ghế xuống đất, khiến ho sặc sụa. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng yên tĩnh ngồi trên ghế, khóe môi nhếch lên nhìn Triệu Hiểu Trác đang cười điên cuồng. Sau một hồi cười điên cuồng, hắn cảm thấy đã cười đủ, vội vàng trèo lên ghế, khẽ xoa xoa nước miếng bắn ra, ngồi trở lại ghế salon, chuyện này chính là chuyện cười lần đầu tiên ta gặp, ngươi nên đi tấu hải đi. Bái lão Quách làm sư phụ, nhất định sẽ nổi tiếng. Ngươi cảm thấy đây là một trò cười. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng cười nói. Triệu Hiểu Trác hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên là không phải. Ta không cần bắt ngươi đến đây, sau đó lại kể một câu chuyện không hề đáng cười như vậy. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng vừa cười vừa nói. Nếu như đây không phải trò đùa, thì hoặc là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi. Triệu Hiểu Trác lạnh lùng nói, tuy ta chưa từng gặp tên tiểu tử Viên Thế Hoàng kia, nhưng ta là người thường xuyên giao tiếp, không phải loại người dễ bị người hồ đồ lừa gạt như vậy. Ngươi không điên, và ta cũng vậy. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng vừa cười vừa cường điệu nói, ta đúng là Viên Thế Hoàng, là hàng thật giá thật, cái người mà người biết là hàng giả, hoặc có thể nói hắn là thế thân của ta. Ngươi càng ngày càng tấu hài rồi. Triệu Hiểu Trác dựng một ngón tay với hắn. Ngươi có ý nghĩ khiến ta trở nên ngu dại, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Có thể phái người có chỉ số thông minh cao đến nói chuyện với ta được không? Chỉ số thông minh của ta từ 200 trước, có thể đạt tới trình độ học vấn của 7 vị tiến sĩ, là người có học vấn cao nhất trên thế giới, trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, lẫn cả các lĩnh vực tài chính đều đạt được nhiều thành tựu lớn. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng ôm hai tay trước ngực. Vẻ mặt ngạo mạn thể hiện chỉ số thông minh của hắn rất cao.
Đúng là căn cứ chính xác. Triệu Hiểu Trác ghét nhất là loại người này, ngắt lời hắn, nói, được rồi, bản công tử không rảnh để nghe đồ mặt dày nhà ngươi nói. Ngươi có phải là Viên Thế Hoàng hay không, thì không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn quan tâm, ngươi không cần phải nói làm nhảm ở chỗ ta làm gì. Ta cũng không phải muốn khoe khoang, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, hiện tại ta thực sự yêu thích chuyện mà ta đang làm. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng phất tay áo, một lần nữa khôi phục tỉnh táo nói. Ta không cần phải nói dối ngươi, có thể nói như vậy đi, thật ra nhà họ Viên ở Đế Kinh chẳng qua là vỏ bên ngoài của nhà họ Viên trong bóng tối của chúng ta, những nhân vật có quyền quyết định bên ngoài của nhà họ Viên, chẳng qua là thế thân để che giấu nhà họ Viên mà thôi. 100 năm đã qua, những triều đại nhà vua với các thế gia của Đế Kinh đều thay đổi, và thay đổi rất nhiều lần. Chỉ cần đem những lực lượng đó che giấu đi, thì mới có thể đảm bảo mãi mãi cường thịnh mà không suy yếu. Ngươi có thể đừng nói thao thao bất tuyệt được không, nghe đau hết cả đầu. Một lần nữa Triệu Hiểu Trác cắt lời của thanh niên mặc bộ Âu phục trắng rồi nói chuyện không có trọng điểm, mà ta cũng không phải là hốc cây của ngươi, ta cũng chẳng muốn ngồi nghe ngươi nói những thứ làm nhảm này. Từ lâu rồi không có người lắng nghe những điều này, nên ta nói hơi quá. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng vừa cười vừa nói, không cho rằng Triệu Hiểu Trác có ý muốn xúc phạm mình, nói, được. Bây giờ ta sẽ nói vào chủ đề chính ngày hôm nay, sau đó sẽ rời đi. Triệu Hiểu Trác bĩu môi nói, mau nói. Đầu tiên, ta sẽ nói về mục đích của việc đưa ngươi đến nơi này. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng không có ý định giấu giếm, nói chính là muốn tạo một thế thân cho ngươi, sau đó thay thế ngươi để quản lý nhà họ Triệu, cho nhà họ Viên chúng ta sử dụng. Triệu Hiểu Trác không thấy ngạc nhiên. Chỉ kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bây giờ kỹ thuật nhân bản phát triển như vậy? Đúng là kỹ thuật nhân bản rất phát triển, kỹ thuật nhân bản không phải là việc khó, nhưng tuổi thọ đều có hạn. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng vừa cười vừa giải thích, nhưng, chúng ta không dùng kỹ thuật này, ta nói sẽ chế tạo một người thế thân giống y hệt như ngươi, giống như sao chép một tấm ảnh, vừa hoàn chỉnh và triệt để, từ trong ra ngoài giống ngươi y như đúc, kể cả trí nhớ cũng có thể phục chế. Kỹ thuật ấy thực sự lợi hại, tại sao không đi xin giải thưởng Nobel? Triệu Hiểu Trác trực tiếp phản bác thêm một câu, đương nhiên là không hề tin người đối diện. Bốp, bốp, bốp. Bỗng nhiên thanh niên mặc bộ Âu phục trắng vỗ tay, chỉ thấy một căn phòng mở cửa, một người chậm chạp đi đến trước mặt Triệu Hiểu Trác. Cho dù Triệu Hiểu Trác tự xưng là một người có trái tim lớn, sẽ không dễ dàng lộ ra tâm trạng, nhưng bây giờ lại lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Bởi vì người tiến vào chính là bản thân hắn, nhìn từ trên xuống dưới, từ thân hình đến thần thái, đều giống hắn y như đúc, không hề có điểm khác biệt. Thực ra người này là đồ vật phục chế lần thứ hai của chúng ta. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng rất hài lòng với biểu lộ của Triệu Hiểu Trác, về người thứ nhất chỉ có 3 phần thần tủy của ngươi, hôm qua đã dùng thuyền nhanh chóng đưa về Đế Kinh thí nghiệm, cũng không biết vợ của ngươi và cả gia đình của ngươi có nhận ra được hay không. Chẳng qua Triệu Hiểu Trác sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, xem như ngươi có chỉ số thông minh rất cao, nhưng làm sao ngươi có thể dùng đồ giả mạo kia để lừa gạt người nhà của ta? Đương nhiên là không được, mấy ngày nữa mới có thể. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng vừa cười vừa nói, 3 ngày sau, ta đã áp dụng tất cả những tin tức liên quan đến ngươi, nhưng chỉ cần thời gian 2 ngày có thể phục chế một người giống ngươi như đúc. Đến lúc đó, cho dù là ngươi cũng không nhận ra được bản thân mình. Ta khuyên ngươi nên thôi đi, đây là ngươi đang làm chuyện vô ích, có một người sẽ không bị ngươi lừa đâu. Vốn dĩ Triệu Hiểu Trác có chút bận tâm, bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Thiên, trong lòng lại bình tĩnh, trên thế giới này không ai có lừa được Hạ Thiên, điểm này hắn tin tưởng tuyệt đối. Ai, ngươi nói ai? Ngươi đừng nói, để ta đoán trước. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ Âu phục trắng nở nụ cười, ngươi đang nói đến Hạ Thiên đúng không? Người ấy thì ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã có biện pháp đối phó với hắn. Có biện pháp gì? Sắc mặt của Triệu Hiểu Trác trầm xuống, cảm giác có chút không ổn. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng chỉ cười mà không nói. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một âm thanh lười biếng, ngược lại ta rất muốn biết, các người có biện pháp gì để đối phó với ta? Chương 2211, nếu có thể đánh bại được Hạ Thiên, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho thanh niên mặc bộ Âu phục màu trắng giật nảy mình,
vội vàng quát hỏi, ai? Triệu Hiểu Trác nghe được âm thanh này thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết rằng bản thân mình lần này đã được cứu rồi. Cái tên ngớ ngẩn nhà ngươi vừa mới nói có biện pháp đối phó với ta, bây giờ ta đã đến đây rồi, vậy cái biện pháp mà ngươi nói đâu? Hạ Thiên một cước đạp lên mặt đất, còn mình thì ngồi trên ghế salon, lười biếng nói với thanh niên mặc bộ Âu phục trắng đó. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên. Sau khi thanh niên mặc bộ Âu phục trắng nhìn thấy Hạ Thiên, bang một tiếng ngay lập tức đứng lên, đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp theo chính là hưng phấn. Hạ Thiên liếc người này một cái, nói ta chính là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Quá tốt rồi, thanh niên mặc bộ Âu phục trắng kích động xoa xoa tay, đã sớm muốn bắt ngươi đến trên đảo để làm nghiên cứu, đáng tiếc là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Không nghĩ đến chính ngươi thế mà lại tự mình dâng đến cửa. Tên ngu ngốc nhà ngươi vẫn nên tự nghiên cứu mình đi. Hạ Thiên khó chịu nói. Thanh niên mặc bộ Âu phục trắng nói, ta đã nghiên cứu chính mình rồi, thậm chí cũng đã từng giải phẫu ba bản sao của ta, trên cơ bản không tiến triển gì mang tính đột phá cả. Quả nhiên là một tên biến thái. Hạ Thiên đối với người này không có hứng thú gì, quay đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Trác, này, ngươi không có việc gì chứ? Triệu Hiểu Trác có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, à, chuyện lạ nha, người vậy mà còn quan tâm đến ta sao? Ta không có hứng thú mà quan tâm đến ngươi, ngươi cũng không phải mỹ nữ gì. Giọng của Hạ Thiên khá là khó chịu, nếu không phải do tên ngốc nhà ngươi bị người lừa gạt đến nơi đây, bây giờ ta còn đang ôm lấy Thanh Thanh nha đầu ngủ đấy. Đây mới là phong cách của ngươi, vừa nghe đã khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Triệu Hiểu Trác mới từ dưới đất bò dậy. Ngồi trở lại trên ghế salon, cái gì gọi là bị người khác lừa gạt đến nơi đây, bản công tử chính là tới đây để nghỉ ngơi, còn cần ngươi xen vào việc của ta. Ta không quan tâm chuyện ngươi có phải là đến đây để nghỉ ngơi hay không. Hạ Thiên chán ghét nhìn Triệu Hiểu Trác. Nếu không phải là sợ vợ đại yêu tinh và tiểu yêu tinh không vui, ta mới lười tới cứu ngươi đấy. Này, hai vị có phải có chút quá xem thường ta rồi không? Thanh niên mặc Âu phục trắng có chút mất hứng nói với Hạ Thiên và Triệu Hiểu Trác. Hạ Thiên không nhìn được chừng mắt nhìn thanh niên mặc Âu phục trắng kia, ngươi trước tiên ngậm miệng lại, chờ ta dạy dỗ hắn xong sẽ đến làm thịt ngươi. Làm thịt ta, thanh niên mặc Âu phục trắng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, chỉ chính mình đáp, ngươi nói giải quyết là muốn giết ta sao? Lời đó không phải là nói nhảm, Triệu Hiểu Trác đã quá rõ tác phong của Hạ Thiên, nhìn không được chửi bậy, xử lý. Không phải ý là muốn giết ngươi, chẳng lẽ lại muốn mời ngươi đi mát xa sao? Thanh niên mặc Âu phục trắng nở nụ cười, hướng Hạ Thiên nói, ta có chút tò mò, bây giờ dù sao các ngươi cũng đang ở trong địa bàn của ta, cũng là ở trong lòng bàn tay ta, điều gì khiến các ngươi tự tin như vậy mà nói ra những lời này? Mặc kệ ở trên địa bàn của ai, ta muốn giết chết ai liền có thể xử lý người đó. Hạ Thiên bĩu môi, không cho là đúng, nói còn nữa. Trên đời này ngoại trừ các cô vợ của ta, ai cũng không điều khiển được ta, ngươi thì lại càng không thể nào. Phải không, thanh niên mặc Âu phục trắng cười như không cười nhìn Hạ Thiên, ta đối với ngươi thật sự rất tò mò, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không muốn giết ngươi, suy cho cùng thì ngươi còn sống lại càng có giá trị nghiên cứu hơn. Triệu Hiểu Trác lại có tâm thái của kẻ xem kịch vui, vừa cười vừa nói, còn thăm dò cái gì, ai có thể xử lý ai, ai có thể khống chế được ai. Trực tiếp đánh xem thực hư thế nào, sủa cái gì chứ? Không thể không nói, sau khi Hạ Thiên chạy đến, trong lòng của Triệu Hiểu Trác đã có thể yên tâm, không giống ba ngày trước đó, nhìn qua tưởng như rất bình tĩnh, thật ra trong lòng lại vô cùng run rẩy. Triệu Hiểu Trác, ngươi thật sự đem hy vọng ký thác trên người hắn. Thanh niên với bộ Âu phục trắng chỉ vào Hạ Thiên, nói với Triệu Hiểu Trác, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, giả sử hắn không phải là đối thủ của ta thì sao? Trò cười này của ngươi cũng xem như không tệ, nếu như ngay cả Hạ Thiên cũng không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi muốn làm gì, bản công tử toàn lực phối hợp. Triệu Hiểu Trác đối với năng lực của Hạ Thiên yên tâm 100%. Tuy rằng ta nhìn thấy hắn cũng không có vui vẻ gì, nhưng khả năng của hắn nhất định là đứng đầu thiên hạ, ngươi hoàn toàn không xứng làm đối thủ của hắn. Thanh niên mặc Âu phục trắng lại nở nụ cười đầy ẩn ý chỉ vào Triệu Hiểu Trác nói, được rồi. Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, tốt nhất đừng thất hứa. Yên tâm đi,
ta, lời của Triệu Hiểu Trác ta nói ra chắc như đinh đóng cột. Triệu Hiểu Trác khẽ nhíu mày, trong tiềm thức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn nghĩ đến có Hạ Thiên ở đây, cho dù có chuyện gì, cứ giao cho hắn giải quyết. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ lười biếng ấy, rõ ràng là tên thanh niên mặc Âu phục trắng kia không thể gợi lên hứng thú cho hắn, tựa như hắn tiện tay cũng có thể giải quyết trăm tên như này. Vậy còn chờ gì, động thủ đi. Thanh niên ấy giang hai tay ra, hướng về phía Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Bành! Một bóng người bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, đụng phải vách tường cao hơn mấy mét, rồi nặng nề rơi xuống đất. À, Hạ Thiên, mẹ nó ngươi có bệnh đúng không? Triệu Hiểu Trác cảm giác cả người đều tan thành từng mảnh, cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, trừng to mắt, có chút khó có thể tin được mà nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi chính là Hạ Thiên một cước đạp hắn bay ra, cũng làm cho hắn cảm thấy còn có chút choáng váng. Chương 2212. Sơ hở lớn nhất chính là yếu. Không hiểu, thanh niên mặc Âu phục trắng vỗ tay cười to, ta đã nói qua, ta có biện pháp ứng phó với Hạ Thiên, bây giờ ngươi tin chưa? Làm sao có thể được? Triệu Hiểu Trác trợn mắt nhìn Hạ Thiên ngoan ngoãn đứng phía sau lưng tên thanh niên mặc Âu phục trắng đó, đến cùng là tình huống gì đây? Thanh niên mặc Âu phục trắng dương dương tự đắc nói, chuyện này có gì mà không có khả năng, Hạ Thiên cũng là người, cũng không phải thần vô dục vô cầu. Chỉ cần tìm đúng nhược điểm, trên thế giới này không có người nào là không có khả năng bị tấn công. Triệu Hiểu Trác nháy mắt nghĩ đến nhược điểm lớn nhất của Hạ Thiên, đó chính là háo sắc, thế là trong lòng sinh ra một cơn lửa giận khó nén. Hạ Thiên, con mẹ nó ngươi còn là người sao, chị gái và em gái ta đều bị tiểu tử ngươi chiếm lấy, hiện tại Triệu Thanh Thanh cũng là người của ngươi, ngươi còn có 10 cô vợ lớn nhỏ khác, thế mà ngươi còn không biết dừng lại. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, im lặng không nói, biểu cảm trên mặt khá là khó chịu, trong ánh mắt càng mang theo vẻ vô cùng khinh bỉ. Ngươi vậy mà còn dám dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Triệu Hiểu Trác tức giận đến không để ý tới đau nhức, nhảy dựng lên chỉ vào Hạ Thiên chửi ầm lên, ta sự thấy không đáng thay cho Vũ Cơ và Yêu Yêu. Hạ Thiên vẫn không có phản ứng. Nói chuyện đi chứ, hiện tại, ngươi giả người chết, trong lòng có quỷ rồi sao? Triệu Hiểu Trác tiếp tục mắng. Thanh niên mặc Âu phục trắng cười cười, nhắm vào Triệu Hiểu Trác nói, ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức lực, không bằng ngẫm lại làm sao phối hợp kế hoạch của ta đi. Lão tử phối hợp kế hoạch của ngươi cái rắm. Triệu Hiểu Trác nhổ bãi nước miếng về phía thanh niên mặc Âu phục trắng. Triệu nhị công tử, ngươi như này là muốn nuốt lời hả? Nụ cười trên mặt của nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng lập tức biến mất. Vừa rồi không phải ngươi nói rằng lời đã nói ra chắc như đinh đóng cột sao? Triệu Hiểu Trác lau đi khóe miệng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, vừa cười vừa nói, mặc dù Triệu Hiểu Trác ta không quan tâm đến thứ gì, nhưng cho tới bây giờ đều hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói ra, chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng... Dừng lại 2-3 giây sau, giọng của Triệu Hiểu Trác trong nháy mắt đã lạnh xuống, Triệu Hiểu Trác ta không phải kẻ có trí thông minh thấp. Ồ! Lời ấy của ngươi là có ý gì? Dáng vẻ của nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng hơi mờ mịt, ta sao lại có chút nghe không hiểu đây? Đừng giả ngu, âm thanh của Triệu Hiểu Trác lạnh lùng nói, Hạ Thiên này căn bản chính là tên giả mạo, tưởng ta không nhìn ra được sao? Hiện tại, Hạ Thiên mở miệng, giọng nói cực kỳ bất mãn, ngươi mới là tên giả mạo, tiếp tục ăn nói lung tung ta liền đánh ngươi. Nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng giơ tay lên một cái. Ngăn Hạ Thiên lại, tò mò nhìn Triệu Hiểu Trác, ngươi làm sao nhìn ra được, sơ hở ở chỗ nào? Sơ hở lớn nhất chính là Hạ Thiên này của ngươi, quá yếu. Triệu Hiểu Trác vỗ vỗ ngực, cú đá kia giống như không có sức, chỉ làm cho ta chảy chút nước miếng, đó thực sự là làm xấu mặt Hạ Thiên mà. Thanh niên Âu phục trắng cười giải thích nói, Hạ Thiên nói thế nào cũng là anh rể kiêm em rể của ngươi, hạ thủ lưu tình với ngươi cũng là chuyện thường tình mà thôi. Vậy điều đó có nghĩa là ngươi căn bản không biết một tí gì về Hạ Thiên rồi. Triệu Hiểu Trác lạnh giọng nói, tiểu tử kia chính là một tên yêu nghiệt không có tình cảm, trừ những nữ nhân của hắn ra, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình với bất kỳ người nào. Thật sao, chuyện ấy ngược lại là ta không cẩn thận. Nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng nghiêm túc ghi lại những tin tức đấy, sau đó nói với Hạ Thiên, được rồi, nơi này đã không có chuyện của ngươi nữa, ngươi đi đi. Hạ Thiên không có nửa điểm phản ứng, giống như không hề nghe thấy.
Thanh niên mặc Âu phục trắng quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta nói ngươi không nghe thấy sao, ta bảo ngươi rời đi, còn không lập tức lăn ra ngoài. Ngươi mới phải lăn ra ngoài. Hạ Thiên đưa tay túm lấy cổ nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng kia, giống như xách con gà, nhấc cả người hắn lên. Ngươi làm gì, mau thả ta xuống. Thanh niên mặc Âu phục trắng bỗng nhiên hoảng hốt, giãy giụa nói, không thì đừng trách ta lập tức khởi động chương trình tự hủy, để ngươi ngay lúc này liền nổ thành một đống rác rưởi. Hạ Thiên uể oải nói, vậy tên ngốc nhà ngươi nhanh khởi động đi, để xem đến cùng là ai sẽ nổ tung. Lập tức hủy bỏ tất cả chế độ hành động của thí nghiệm Hạ Thiên số 99 và kích hoạt chế độ tự hủy. Nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng nói lớn với chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bên trên Triệu Hiểu Trác số 2 giả bỗng nhiên nổ tung. Chuyện này, thanh niên mặc Âu phục trắng trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, hoàn toàn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì cả, bỗng dưng trong đầu lóe lên, nghĩ đến một việc đáng sợ, ngươi chính là Hạ Thiên. Ta đã nhìn cái tên ngớ ngẩn nhà ngươi rất lâu rồi, nếu không phải nha đầu Thanh Thanh bảo ta phối hợp diễn kịch, thì sớm đã xử lý ngươi rồi. Hạ Thiên tiện tay ném thanh niên Âu phục trắng ra ngoài. Hạ Thiên dùng lực rất nhẹ, nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng lại cảm giác mình giống như bị đụng vào đường sắt cao tốc vậy, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng vỡ thành từng mảnh, trực tiếp đau đến ngất đi. Lúc này, cửa gian phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy Triệu Thanh Thanh và Tần Tiểu Lạc cùng nhau đi đến. Sư phụ, người xấu trên đảo chúng ta đã khống chế gần như tất cả rồi. Triệu Thanh Thanh cười nói với Hạ Thiên. Chủ nhân của hòn đảo này đâu, ta bảo ngươi cùng hắn diễn kịch một lát, ngươi không có chơi hỏng hắn chứ. Làm gì có chuyện đó, còn chưa chết. Hạ Thiên chỉ vào thanh niên mặc Âu phục trắng đang nằm hôn mê ở nơi xa xa kia. Một bên khác, Tần Tiểu Lạc trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Triệu Hiểu Trác, khóc đến không còn giống người. Mặc dù Triệu Hiểu Trác đau lòng, nhưng cũng có chút chán ghét, nhất là Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh ở đây, hắn xấu hổ đến phát hoảng, được rồi. Đừng khóc, lão tử chưa chết mà. Thật ngại quá, ta thất lễ rồi. Tần Tiểu Lạc cũng tỉnh hồn lại, nơi đây không phải là nơi để bày tỏ nỗi lòng. Triệu Thanh Thanh cười cười, tỏ rõ đã hiểu. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Triệu Hiểu Trác cũng rất phiền chán nơi đây, một khắc cũng không muốn ở lại lâu thêm. Tần Tiểu Lạc có chút bận tâm nói ra, sợ là một lát nữa chúng ta sẽ không đi ra khỏi nơi này được. Không sai, tất cả các ngươi ai cũng đừng hòng đi được. Mọi người cùng nhau chết đi. Bên trong người của thanh niên mặc Âu phục trắng còn mặc một bộ hộ giáp đặc thù, hơn nữa Hạ Thiên không dùng hết toàn lực, mới để cho hắn có thể bò lên được, quát về phía đồng hồ trên cổ tay, lập tức khởi động chương trình cho tự nổ hòn đảo. Chương 2213. Ai mới là viên thế hoàng? Tất nhiên Hạ Thiên và những người khác vẫn ổn, 3 giây là đủ để hắn làm được rất nhiều việc. Ví dụ như đưa Triệu Thanh Thanh, Tần Tiểu Lạc và Triệu Hiểu Trác ra khỏi vùng nguy hiểm, quay trở lại thuyền của họ. Sóng lớn quá, Triệu Thanh Thanh đứng trên mũi thuyền nhìn về phương hướng trên đảo chỉ còn lại một đám mây hình nấm, va chạm dữ dội mang theo từng đợt sóng cực lớn cuồn cuộn, lan ra xung quanh. Triệu Hiểu Trác nhìn hòn đảo, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, người đó thật sự là một kẻ mất trí, nếu không có Hạ Thiên, hắn thực sự sẽ chết ở đó. Chỉ là những người khác trên đảo cũng không có cơ hội thoát thân. Tần Tiểu Lạc cảm khái nói. Tiểu Lạc, người tốt bụng quá đấy. Triệu Thanh Thanh bước tới, ôm lấy Tần Tiểu Lạc nói, trên hòn đảo đó không có người tốt, đều chết chưa hết tội. Triệu Hiểu Trác nhớ đến người bị bắt cùng hắn trên đảo, cũng có một số người cũng bị chúng bắt lên đảo làm thí nghiệm, họ vô tội. Ồ, người nói những người đó à, đã được chúng ta cứu, nhét vào một chiếc thuyền hết rồi. Triệu Thanh Thanh giải thích, tuy nhiên còn có một số vấn đề nhỏ, ta sẽ cho bọn hắn ở lại nhóm thiên đạo tổ vài ngày để xác nhận lại một chút. Triệu Hiểu Trác gật đầu, chuyện này không có gì sai, cho dù Triệu Thanh Thanh không làm, sau này hắn cũng sẽ làm. Những người đó cũng là đồ ngốc, ngu đến mức bị người khác lừa đến đây thì cần phải xác định gì nữa. Hạ Thiên xem thường, theo ý hắn thì những người có thể bị lừa vào đây đều là những người có trí thông minh thấp, không cần thiết phải cứu bọn hắn. Triệu Hiểu Trác cảm thấy trong lòng bị trúng mũi tên, bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người có thể đừng hở một tí mắng người khác là đồ ngốc không? Là người thì sẽ luôn có lúc sơ sẩy,
hơn nữa còn là bị người xung quanh phản bội, cũng không phải là thật sự bị lừa đến đây. Có thể bị người xung quanh phản bội còn không phải là đồ kém thông minh à? Hạ Thiên nhìn Triệu Hiểu Trác đầy khinh thường, chuyện ấy còn ngu ngốc hơn cả chuyện bị người khác lừa nữa. Cho nên, tính cách của lão tử và ngươi không hợp. Triệu Hiểu Trác tức giận đến mức muốn đập phá đồ đạc, ngươi có thể ngậm cái miệng lại hay không, dù cho ngươi cứu ta, nhưng ngươi bóng gió mắng ta là đồ ngốc, ta cũng sẽ trở mặt. Hạ Thiên nhìn thẳng vào Triệu Hiểu Trác, ta không có nói bóng gió, ngươi chính là một tên đần độn. Triệu Hiểu Trác, được rồi, đừng tranh cãi nữa, hai người không thấy mình ngây thơ lắm à? Tần Tiểu Lạc nghĩ đến lại có chút buồn cười, không nhịn được khuyên Triệu Hiểu Trác, nói. Hạ Thiên, người ta vừa cứu ngươi, ngươi nên cảm ơn hắn nhiều hơn mới đúng, lại còn tranh luận với hắn, trông ngươi có giống ai không cơ chứ? Chuyện nào ra chuyện đó? Sự kiêu ngạo từ trong xương máu của Triệu Hiểu Trác khiến hắn không thể đồng ý với những lời của Tần Tiểu Lạc, hắn đã cứu ta rất biết ơn, sau này có chuyện gì xảy ra với hắn, ta cũng sẽ lập tức cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nhưng việc đó không có nghĩa là ta có thể khoan nhượng những lời mắng mỏ của hắn. Ta chỉ nói sự thật, Hạ Thiên uể oải ngáp dài. Hơn nữa, ta không thể xảy ra chuyện, cũng không cần ngươi giúp, ngươi tự lo cho mình đi. Mấy ngày nữa lại bị người lừa đi mất, khi đó, dù vợ đại yêu tinh và tiểu yêu tinh có trách mắng ta cũng đánh cho ngươi tơi tả. Ngốc như vậy, quả thực là làm mất mặt hai cô vợ của ta. Triệu Hiểu Trác nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nào, chúng ta đánh ngay bây giờ luôn đi. Hiểu Trác, ngươi vẫn nên đừng tự tìm khổ, ngươi cũng không phải không biết sư phụ là ai. Triệu Thanh Thanh ở một bên vui vẻ cười nói với Triệu Hiểu Trác. Ngươi vẫn nên đừng tự rước lấy nhục, nếu không ngươi sẽ càng thêm khổ đấy. Bỏ đi, ta lười so đo với ngươi. Triệu Hiểu Trác nằm ở trên bong thuyền, nhìn trời xanh mây trắng thỉnh thoảng bồng bềnh bay đến, hồi lâu đột nhiên nói một câu. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên không đáp lại hắn chút nào, chỉ nằm ngả người trong vòng tay của Triệu Thanh Thanh, tựa vào đùi của nàng nằm lười biếng dưới ánh mặt trời. Mặc dù đôi chân của Triệu Thanh Thanh không bằng tiểu muội chân dài, nhưng cũng có thể được coi là một đôi chân tuyệt vời, miễn cưỡng có thể làm hắn hài lòng. Đúng rồi, sao các ngươi tìm được ta vậy? Sau khi Triệu Hiểu Trác bình tĩnh lại, mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tần Tiểu Lạc trả lời, chúng ta bắt được Viên Hạo, bảo hắn đưa chúng ta đến. Viên Hạo, Triệu Hiểu Trác sững sờ, sau đó lại bình thường trở lại, cau mày nói, vụ này nhà họ Triệu tuy tổn thất nhiều nhưng không phải không có lợi. Ít nhất ta biết nhà họ Triệu có rất nhiều sâu bọ ẩn nấp, lúc về phải dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là không ngờ nhà họ Viên lại có bí mật như thế. Tần Tiểu Lạc cũng nghĩ về những gì đã xảy ra trong những ngày qua, cảm khái nói. Chỉ không biết liệu Viên Thế Hoàng có tham gia trong đó hay không. Nhắc đến Viên Thế Hoàng, Triệu Hiểu Trác đột nhiên nhớ tới lời nói của thanh niên mặc đồ trắng lúc trước, hắn nói hắn mới chính là Viên Thế Hoàng thật sự. Còn Viên Thế Hoàng hiện đang nắm quyền nhà họ Viên chỉ là thế thân của hắn. Nếu chuyện đó là thật thì lượng thông tin bí mật có được không hề nhỏ, về cách làm thế nào để lợi dụng thông tin đó, hắn vẫn cần phải thảo luận với đại ca của hắn, Triệu Công Tử. Viên Thế Hoàng sẽ không làm chuyện gây hại cho hắn mà không có chút lợi ích nào, hơn nữa lần này ngoài nhà họ Viên còn có bóng dáng của người khác nên có thể sẽ nhân cơ hội lôi kéo hắn xuống. Dù sao Triệu Hiểu Trác đã trưởng thành rồi. Mặc dù vẫn giữ thói quen của một công tử thế gia, nhưng hắn không còn là một cậu thiếu niên nổi loạn thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt nữa, hắn đã học được cách cân nhắc lợi ích gia tộc. Chương 2214. Thanh tẩy. Sau khi trở về kinh thành, Triệu Hiểu Trác đã triệu tập một số tay chân thân tín, sau khi Hạ Thiên xác nhận đó không phải là cái đinh do bất kỳ thế lực nào khác bỏ vào, hắn bắt đầu hoạt động bắt côn trùng trong nhà họ Triệu. Sau đó hắn bí mật liên lạc với Viên Thế Hoàng, sau khi hai người trò chuyện thân thiết khoảng một ngày một đêm, giữa bọn hắn đã đạt được thỏa thuận, thế là hai thế lực hợp tác với nhau bắt đầu dọn dẹp và sàng lọc. Đồng thời, Triệu Thanh Thanh cũng đang tiến hành kiểm tra nội bộ trong Thiên Đạo Tổ, sự việc đó cũng làm lộ ra các thành viên trong Thiên Đạo Tổ cũng có nhiều vấn đề. Cô thật, Triệu Thanh Thanh không muốn lo lắng quá nhiều chuyện, chỉ muốn cùng Hạ Thiên lãng địa lãng phi, ngày đêm lêu lổng. Đáng tiếc hiện tại nàng đã là người lãnh đạo của Thiên Đạo Tổ, cho nên không thể tùy hứng làm bậy, cơ bản vẫn phải thực hiện xong nhiệm vụ của mình, nếu không bản thân sẽ cảm thấy có chút không thoải mái.
sư phụ, hay là người quay lại Giang Hải đi. Triệu Thanh Thanh nhìn Hạ Thiên có chút nhàm chán, đau lòng nói, đi tìm tiểu muội chân dài Ninh Nhụy Nhụy bổ nhí của Thạch Thuần đi, hay những cô vợ khác của ngươi đều được, ta sẽ không ghen đâu. Không vội, đợi hai ngày nữa rồi ta quay trở lại Giang Hải cũng được. Hạ Thiên đúng thật là có ý đấy, lý do hắn không rời đi ngay bây giờ đương nhiên là vì đang cân nhắc chuyện khác. Trái tim của Triệu Thanh Thanh đột nhiên nở hoa, sư phụ, có phải ngươi không nỡ xa ta không? Đương nhiên, ngươi là một đồ đệ ngoan ngoãn, nhất định là không nỡ rồi. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy Triệu Thanh Thanh, mấy lời tâm tình thổ lộ đó cơ hồ mở miệng là ra. Nhưng Triệu Thanh Thanh lại rất thích điệu bộ ấy của hắn, trong lòng vô cùng ngọt ngào, thế là bỏ qua công vụ, hai người phiêu lãng cả một đêm. Sáng hôm sau, Hạ Thiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lúc này, Triệu Thanh Thanh đã không còn ở trong phòng, mùi hương nhẹ nhàng của nàng vẫn còn lưu lại trên giường. Hắn cũng không thèm nhìn, cứ thế cúp máy, nhưng điện thoại vẫn cứ réo ầm ĩ. Đồ ngốc nhà ngươi dám phá ta ngủ, muốn ăn đòn có đúng không? Hạ Thiên liếc nhìn điện thoại thì phát hiện không phải là cuộc gọi của một trong các cô vợ của mình, trả lời cuộc gọi xong câu đầu tiên đã lộ rõ vẻ không hài lòng. Ngươi mới là tên ngốc, một tên siêu cấp kém thông minh, ngươi mới muốn ăn đòn. Ta chính là muốn phá ngươi ngủ đấy, trời sáng rồi, mặt trời lên tới mông rồi. Mau dậy đi tiểu đi. Đối diện là giọng nói của một tiểu nữ hài, giọng điệu rất hung hãn, thẳng tay mắng chửi Hạ Thiên. Giọng nói ấy có chút quen thuộc, như thể hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Hắn cau mày, nhưng cũng nhanh chóng ném suy nghĩ kia lên chín tầng mây. Phá ta ngủ thì thôi đi, ngươi còn dám mắng ta, ngươi không phải muốn ăn đòn thì là gì? Tính Hạ Thiên bắt đầu nóng lên, dù ngươi là tiểu nữ hài hay lão nhân. Trong mắt hắn không có sự phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ có người muốn ăn đòn và người không muốn ăn đòn. Tiểu nữ hài không chút bàng hoàng, nói với Hạ Thiên, ai bảo hôm đó ngươi gọi điện dọa ta, mắng ngươi thì sao hả? Ta hù ngươi khi nào, đừng tưởng là con nít thì có thể nói nhảm nhé. Hạ Thiên đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cãi lộn với tiểu nữ hài từ này. Dám làm không dám nhận, thật là đáng xấu hổ. Tiểu nữ hài hừ một tiếng. Giọng điệu khinh thường, ta coi thường ngươi, ngươi quả nhiên là kẻ xấu, siêu cấp xấu. Này, đừng tưởng là con nít thì ta sẽ không đánh ngươi nhé. Tâm trạng Hạ Thiên bây giờ rất tệ, báo địa chỉ của ngươi, bây giờ ta sẽ đến đánh ngươi. Tiểu nữ hài chưa trải sự đời, thật sự đã báo ra địa chỉ nhà mình, rồi chọc tức Hạ Thiên, hừ, ngươi có bản lĩnh thì đến đây, không đến chính là con chó con. Nhà ta có cả chục con chó to, ta bảo chúng cắn chết ngươi. Ngươi chờ đó, Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, miễn cưỡng rửa mặt, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Khi đang di chuyển trên đường, cuối cùng hắn đã cũng nhớ ra tiểu nữ hài ấy là ai, vài ngày trước lúc muốn gọi cho vợ Y Y, hắn đã bị bé ngoan trêu chọc, số của hắn gọi vào điện thoại di động của một người lạ, lúc đó giọng điệu của hắn thực sự rất tệ, trong đó có một tiểu nữ hài sợ hãi đến mức khóc thét. Sau đó, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng ngày hôm đó hắn gọi bằng di động của Hứa Kiều Na, vậy làm sao tiểu nữ hài có thể biết được số của hắn? Bé ngoan, đây lại là trò quỷ của ngươi phải không? Hạ Thiên lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình đen kịt không vui nói. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị hai dòng chữ. Dòng đầu tiên là ngươi đi gặp tiểu nữ hài này đi. Dòng thứ hai là chữ ký bé ngoan. Tại sao ta phải nghe ngươi? Hạ Thiên không hài lòng nói. Ngươi không phải là vợ ta, cũng không phải là bạn gái ta, càng không phải là đồ đệ ngoan ngoãn của ta. Lần này, bé ngoan không trả lời tin nhắn mà gửi ảnh tiểu nữ hài cho hắn. Hửm, Hạ Thiên nhìn thấy bức ảnh đó thì thực sự rất ngạc nhiên, ngay lập tức nói, được, ta sẽ đến gặp tiểu nữ hài này, tiện thể đánh nàng ấy một trận, dám phá ta ngủ, nàng ấy sẽ phải trả giá. Sau một lúc, Hạ Thiên đến một khu dân cư cao cấp, nơi đây an ninh khá chặt chẽ. Cổng có bốn bảo vệ, trên hàng rào có lưới điện chống trộm, cứ 10 mét thì có lắp đặt camera. Đáng tiếc là những thủ đoạn đó đều vô dụng đối với Hạ Thiên, chẳng có ích lợi gì cả. Trong phòng ngủ chính trên lầu 2 của một biệt thự nào đó, một tiểu nữ hài mặc váy công chúa đang nằm trên giường lớn, cầm điện thoại di động chăm chú chơi vương gỉa nông dược, không để ý phía sau mình có thêm một người nữa. Ôi, từng người một thực sự là đồ dỏm mà, không có cảm giác thành tựu gì cả.
tiểu nữ hài nhẹ nhàng lấy được MVP, danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của người chơi trong trận đấu, có chút chán nản ném điện thoại đi. Khi nàng đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói lười biếng vang lên trong phòng. Chính là ngươi gọi phá giấc ngủ của ta đó à? Tiểu nữ hài sợ đến mức sù lông, há to mồm, không phát ra tiếng được, trực tiếp ngất đi. Chương 2215, ngươi không phải ông nội ta chứ? Này, tỉnh lại đi, đừng có giả bộ. Hạ Thiên nhếch miệng, đưa tay vỗ một cái lên khuôn mặt tiểu cô nương, không vui nói, ngươi cảm thấy loại động tác ngây thơ ấy có thể gạt được ta. Cánh mũi xinh đẹp của tiểu cô nương hơi run run, lông mi cũng chớp chớp, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt lại nằm sấp trên giường giả chết. Nếu không tỉnh lại, ta sẽ đâm cho ngươi một châm. Hạ Thiên tiện tay lấy ra kim châm, ở trước mặt tiểu cô nương sáng lên một cái, rồi hướng trên người nàng đâm tới. Tiểu cô nương quả nhiên chịu không được, lập tức nhảy dựng lên, lăn lông lốc tới trong góc. A, đừng đâm châm, ta sợ chích. Thật không có hiểu biết, ta đây là châm cứu, không phải chích. Hạ Thiên bất mãn nói, không nên đem hai thứ đó nhập làm một. Hừ, ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện trong nhà của ta? Tiểu cô nương đề phòng nhìn Hạ Thiên, đôi mắt nhỏ như hạt ngọc đảo loạn lên. Ngươi có phải kẻ trộm hay không, tiền và vàng bạc trang sức đeo tay của mẹ ta đều giấu ở bên trong ngăn tủ kia, ngươi đem toàn bộ đi đi, ta không nói cho mẹ đâu, cũng sẽ không nói cho chú cảnh sát. Ngươi mới là kẻ trộm đấy. Hạ Thiên trừng mắt với tiểu cô nương, nghiêm trang nói, ta tới là để đánh ngươi, địa chỉ cũng là ngươi báo. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, sau đó con mắt cũng mở to căng tròn, ngươi là cái tên đại bại hoại kia. Hương, lại gọi ta là đại bại hoại, ta bây giờ sẽ đánh ngươi. Miệng của Hạ Thiên nói ra lời đe dọa, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Không gọi ngươi là đại bại hoại, vậy thì gọi ngươi là cái gì? Tiểu cô nương đột nhiên không sợ, hướng Hạ Thiên chau mũi một cái. Rõ ràng là ngươi gọi điện thoại trước làm ta sợ, ta chính là muốn báo thù một chút mà thôi. Ai biết ngươi lại nhỏ mọn như vậy, so đo tính toán với một tiểu cô nương ta, còn thật sự chạy tới đây. Chờ đã, đại bại hoại, ngươi làm sao vào đây được? Tiểu cô nương đang nói chợt phát hiện điều không hợp lý, nàng biết rằng tiểu khu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không phải người ở nơi đây căn bản không vào được, cho nên mới dám báo địa chỉ cho Hạ Thiên. Hạ Thiên ngữ khí tùy ý nói, trực tiếp đi tới thôi. Không thể như vậy được, tại sao chú gác cổng lại không ngăn ngươi lại? Tiểu cô nương có chút không tin, cặp lông mày thưa thớt xoắn lại một chỗ. Hơn nữa trong sân lầu phía dưới nuôi mười mấy con chó lớn, tại sao ngươi đi vào không có con nào sủa? Bởi vì chó đều bị ta đánh cho ngất xỉu, Hạ Thiên cười hì hì nói. Tiểu cô nương lộ ra vẻ mặt sững sờ, ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là điều chắc chắn, ta chính là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất. Mặc kệ là ở phương diện nào, ta đều là thiên hạ đệ nhất. Hạ Thiên thường nói ra câu đó một cách trôi chảy. Trên đời này không có chỗ nào mà ta không đi được, cũng không có người nào ngăn được ta, chó thì càng khỏi phải nói. Thật sự, tiểu cô nương mắt sáng rực, vỗ tay kêu lên. Vậy thì tốt quá, đại bại hoại ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi đi. Ở đây ta sắp ngạt thở mà chết, ta muốn đi khu vui chơi chơi cả ngày. Hạ Thiên trừng tiểu cô nương này một cái, mất hứng nói, ta tại sao phải mang ngươi ra ngoài, ngươi phá giấc ngủ của ta còn chưa giải quyết xong đâu. Đại bại hoại, ngươi quá hẹp hòi nha, lại có thể tính toán với một đứa bé như ta. Tiểu cô nương liếc Hạ Thiên một cái, bán tín bán nghi. Dáng vẻ của ta rất đáng yêu, không thể coi như chưa từng xảy ra sao. Không được, Hạ Thiên mạnh mẽ từ chối. Tiểu cô nương có chút giật mình, ngươi sẽ không đánh ta một trận thật sự đấy chứ. Đúng, Hạ Thiên gật đầu một cái. Vậy ngươi đánh đi, nhưng nhẹ một chút, đừng để lại dấu vết gì. Nếu không bị mẹ ta phát hiện, ngươi sẽ chết chắc. Tiểu cô nương ngẩng đầu, ngồi xổm trước mặt Hạ Thiên, dáng vẻ rất khôn ngoan. Không đợi Hạ Thiên ra tay, tiểu cô nương lại bổ sung một câu, sau khi đánh xong, nhất định phải mang ta đi ra ngoài chơi, biết không? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta. Hạ Thiên đưa tay đặt lên trán tiểu cô nương, để phòng nàng áp sát quá gần, ta còn chưa nghĩ ra đánh ngươi như thế nào đây. Tiểu cô nương một mặt ghét bỏ nói, đại bại hoại,
ngươi không phải là cái tên biến thái chứ, ta là một tiểu cô nương, cho dù ngươi muốn ta làm bạn gái của ngươi, ít nhất còn phải đợi 10 năm nữa. Ta không có hứng thú với tiểu cô nương. Hạ Thiên đưa tay chụp lấy cái trán của tiểu cô nương, để lại một mảng dấu đỏ. Còn ta chính là soái ca đệ nhất thiên hạ, dung mạo ngươi lại không xinh đẹp, làm bạn gái của ta không phải là đang chiếm tiện nghi của ta à? Ngươi lại còn nói ta không xinh đẹp, ta rõ ràng chính là một đại mỹ nữ. Tiểu cô nương mất hứng, rõ ràng đối với Hạ Thiên cực kỳ bất mãn, hơn nữa, ngươi mà tính là soái ca gì, mấy chú canh cửa ra vào đều đẹp trai gấp 10 lần so với ngươi. Vẻ mặt của Hạ Thiên lộ ra biểu cảm xem thường, lười biếng nói, trên thế giới này không có người nào có khả năng đẹp trai hơn ta. Vậy ta thừa nhận ngươi là soái ca đệ nhất thiên hạ, vậy ngươi cũng thừa nhận ta là đại mỹ nữ có được không? Tiểu cô nương rất nghiêm túc đưa ngón út tay phải ra. Quyết định như vậy đi, chúng ta móc tay, về sau đều không được thay đổi. Hạ Thiên vẫn ăn ngay nói thật, ngươi chính xác là không xinh đẹp, nhiều lắm có thể tính là dễ thương. Trưởng thành chẳng phải sẽ đẹp sao? Tiểu cô nương tức giận nói, đại bại hoại, trình độ thẩm mỹ của ngươi không được rồi, không có một chút nhìn xa trông rộng về những thứ mới mẻ. Hạ Thiên khi dễ nói, đây là lời của một tiểu cô nương sao? Đại bại hoại, ngươi bao nhiêu tuổi, sẽ không phải là ông nội của ta chứ? Tiểu nữ hài ghét bỏ nhìn Hạ Thiên, tiểu cô nương bây giờ có gì không hiểu, thậm chí còn hiểu nhiều hơn người lớn tuổi các ngươi. Nói xong, phong cách nói lại thay đổi, đại bại hoại, ngươi rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa, có mang theo ta đi ra ngoài chơi không? Nếu không đi, mẹ ta trở về, đến lúc đó muốn cũng không chạy được. Đúng vào lúc này, dưới lầu vang lên âm thanh của một cô gái trẻ, Tử Nhi, ngươi đang nói chuyện với người nào đó. Tiểu cô nương sợ hết hồn, vội vàng hướng Hạ Thiên nói, đại bại hoại, ngươi mau tránh đi, nếu như bị mẹ ta phát hiện, ngươi nhất định sẽ bị đánh chết. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta chính là đệ nhất thiên hạ Hạ Thiên, không ai có thể đánh chết ta. Hạ Thiên chẳng những không đi, ngược lại chậm rãi té nằm trên giường, đúng lúc, ta cũng tìm mẹ ngươi tính sổ. Đại bại hoại, ngươi với mẹ ta có cái gì mà tính sổ? Tiểu cô nương lộ ra vẻ mặt mù mờ, ngươi không phải là nhìn chúng mẹ ta chứ, ngươi cũng là cái loại người ong bướm từ miệng mẹ ta sao? Hạ Thiên cảm thấy cùng tiểu thí hài này không có cách nào trao đổi, dứt khoát không thèm để ý đến nàng. Chương 2216, ngươi căn bản không phải mẹ nàng. Cạch, cạch, cạch. Bên ngoài, âm thanh giày cao gót dẫm ở trên sàn nhà phát ra càng ngày càng gần. Bảo bối, mẹ hỏi, làm sao không trả lời thế? Một nữ nhân trẻ tuổi chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra, kết quả nhìn thấy một nam nhân xa lạ nằm ở trên giường của nàng, sắc mặt không nhịn được đại biến, quát hỏi, ngươi là ai? Làm sao lại ở trong phòng ta? Ta tên Hạ Thiên, Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng đáp, đi vào từ cửa sổ phòng. Nữ nhân trẻ tuổi sửng sốt nửa giây, sau đó đột nhiên biến sắc, ta không quan tâm ngươi là ai, lập tức lăn ra ngoài cho ta, bằng không thì ta báo cảnh sát. Ta là tới đánh nàng. Hạ Thiên đưa tay chỉ cái tiểu cô nương đang ôm cái đầu nhỏ trong góc, nàng gọi điện thoại quấy rầy đến giấc ngủ của ta. Thật là nói hưu nói vượn. Nữ nhân trẻ tuổi đã nhìn không được lửa giận, lấy điện thoại di động ra liền thông báo cảnh vệ, an ninh tiểu khu sao. Nơi này có người xông vào nhà của ta hoài nghi hắn mưu đồ quỷ quyệt, các ngươi mau lập tức tới đây. Hạ Thiên vẫn là không có phản ứng, chỉ là một mặt buồn cười nhìn nữ nhân trẻ tuổi. Hứ, đại khốn kiếp, ngươi còn không chạy. Tiểu cô nương lặng lẽ hướng Hạ Thiên nháy mắt một cái, ra ngoài từ cửa sổ đi, ta có thể giúp ngươi ngăn mẹ ta lại. Ta tại sao lại phải chạy? Hạ Thiên hì hì nở nụ cười, đến cùng hẳn là mẹ ngươi mới phải chạy trốn mới đúng. Nữ nhân trẻ tuổi phát hiện ánh mắt Hạ Thiên không có thiện cảm, dọa đến lập tức bưng chặt trước ngực, ngươi muốn làm gì ta? Dung mạo ngươi xấu, mà lại tưởng là đẹp. Hạ Thiên bĩu môi, ta đối với loại người quái dị như ngươi không có hứng thú, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời. Người quái dị? Ngươi lại còn nói ta là người quái dị. Nữ nhân trẻ tuổi chỉ chính mình, sau đó tại chỗ tức nổ tung, hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy thoát, không giết chết ngươi, lão nương này không mang họ Tiêu. Hạ Thiên lạnh giọng nói, ngươi vốn là không phải họ Tiêu. Đại bại hoại, làm sao ngươi biết mẹ ta không phải họ Tiêu, chẳng lẽ các người quen biết?
Tiểu cô nương tò mò nhìn Hạ Thiên, nàng nhớ kỹ chính mình cho tới bây giờ không có nhắc qua nàng tên gì, tên đại bại hoại này làm sao lại khẳng định mẹ nàng không phải họ Tiêu như vậy. Nữ nhân trẻ tuổi cũng có chút hoài nghi, chừng Hạ Thiên, người rốt cuộc là ai? Ta đã nói rồi, ta tên là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không muốn lại lặp lại lần thứ ba, ta đối với ngươi họ gì cũng không có hứng thú, cũng đối với ngươi không họ cũng không có hứng thú. Ta tới ở đây, một là vì đánh tiểu cô nương này một trận, hai chính là hỏi ngươi một vài chuyện. Ta sẽ không trả lời ngươi vấn đề gì. Nữ nhân trẻ tuổi lạnh giọng nói, còn có, cách xa nữ nhi của ta ra một chút, bằng không thì ta không bảo đảm có thể trực tiếp giết ngươi hay không. Hạ Thiên thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, bao giờ những người ngốc như các ngươi mới học không được đạo lý đây? Mẹ, đại bại hoại thật ra không phải là người xấu. Lúc này, tiểu cô nương nói chuyện thay cho Hạ Thiên, địa chỉ là ta nói cho hắn biết, buổi sáng ta nhàn rỗi nên tùy tiện gọi điện thoại, phá giấc ngủ của hắn. Nữ nhân trẻ tuổi quát khẽ, Tử Nhi, ngươi đừng nói chuyện, mau tới chỗ mẹ. Tiểu cô nương vừa xuống giường, có chút không tình nguyện đi tới nữ nhân trẻ tuổi. Kết quả còn chưa đi hai bước, người liền trở về trên giường. Người rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân trẻ tuổi phát hiện Hạ Thiên không giống bình thường, vừa rồi nam nhân này ra tay ôm con gái nàng, tốc độ nhanh đến nàng căn bản không nhìn rõ, ta lúc nào trêu chọc qua ngươi? Ngươi không có trêu chọc qua ta, nhưng mà ta nhìn ngươi vô cùng khó chịu. Hạ Thiên không nhìn chằm chằm nữ nhân này không chớp mắt, bởi vì ngươi căn bản không phải mẹ của tiểu cô nương này. Tiểu cô nương cả kinh che miệng, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên, đại bại hoại, ngươi là do con khỉ phái tới cứu ta sao? Hạ Thiên tức giận nói, ngươi mới là do con khỉ phái tới. Nếu không thì, làm sao ngươi biết nàng ta không phải mẹ ta? Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy không hiểu, ta còn tưởng rằng chỉ có ta biết. Tử Nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Trên mặt của nữ nhân trẻ tuổi hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng quát lên. Người này chắc chắn là bọn buôn người, ngươi đừng bị hắn lừa, mau đến chỗ mẹ. Mẹ, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi không phải mẹ ta. Tiểu cô nương nhướng mày, có chút yêu thương nói, nhưng ngươi đối với ta một mực rất tốt, cho nên ta không muốn khiến ngươi thương tâm, nên mới không nói cho ngươi. Nữ nhân trẻ tuổi vừa sợ vừa giận, chỉ vào Hạ Thiên nói, ngươi có phải do Tiêu gia phái tới hay không? Ta cho ngươi biết, Tử Nhi chính là con gái ruột ta. Là tâm gan của ta, là sinh mệnh của ta, mặc kệ các ngươi lừa gạt nàng như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này. Các ngươi, ai cũng đừng nghĩ đem nàng ra khỏi ta. Đừng diễn nữa, ngươi căn bản không có khả năng mang thai, như thế nào lại có con gái. Hạ Thiên bĩu môi, thuận miệng vạch trần nói, còn có, đừng đem chính mình nói thành vĩ đại như vậy, ngươi thu dưỡng cô bé này không phải là vì để lấy máu của nàng cho ngươi chữa bệnh sao. Ngươi vậy mà lại biết cái này. Nữ nhân trẻ tuổi thật sự cả kinh đến nỗi tròng mắt đều sắp rơi ra ngoài, lập tức từ bên đùi lấy ra một cây súng lục, vậy thì không nên để ngươi sống nữa. Chương 2217. Thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Cô bé kia thuần thục trốn dưới giường, nhắm mắt lại, đồng thời lấy hai tay bịt kín lỗ tai, mặc dù có hơi hoảng sợ nhưng cố nén không lên tiếng. Này người quái dị, loại súng này vô dụng với ta. Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Hạ Thiên nằm ở trên giường, căn bản lười chuyển động, thuận miệng cảnh cáo nói, bình thường, người nào dám dùng súng chĩa vào người ta thì hậu quả đều rất thảm. Nói xong, bỗng nhiên phong cách nói chuyện của Hạ Thiên thay đổi, nhưng, vợ băng băng nói cho ta biết, làm việc nhất định phải nói đạo lý. Vợ thần tiên tỷ tỷ cũng đã nói với ta rằng tốt nhất là lấy lý thu phục người, cho nên con người của ta thích nhất là giảng đạo lý. Bây giờ ngươi chỉ cần ném khẩu súng đi, sau đó tự tát mình 100 cái, ta có thể không so đo với ngươi lần này. Nữ nhân trẻ tuổi nghe thấy thì hơi sửng sốt, người này đang nói hưu nói vượn gì vậy, vợ băng băng lại còn thần tiên tỷ tỷ gì đó, thật là lộn xộn, không phải là người bị bệnh thần kinh chứ. Nhanh tay lên chút, tát xong thì ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn thúc giục. Người mẹ nó là đồ đầu óc có bệnh. Đây là lần đầu tiên nữ nhân trẻ tuổi thấy người bị súng chĩa vào còn phách lối như thế, không khỏi mắng, ta không đùa với ngươi, trong tay của ta là súng thật. Không ngại nói lại cho ngươi biết kỹ thuật bắn súng của ta luôn rất nhanh cũng rất chuẩn, ngươi đừng nghĩ tới việc có thể né tránh.
Nếu như ngươi không muốn chết, vậy tốt nhất giải thích kỹ về thân phận thật của ngươi, còn có mục đích tới nơi này. Quả nhiên đồ ngu ngốc sẽ không nghe hiểu tiếng người. Hạ Thiên bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói, ta là người thích nói đạo lý như thế, nhưng các ngươi ép ta ra tay, vậy thì đừng trách ta. Nữ nhân trẻ tuổi hung tợn chừng Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, lập tức giải thích rõ thân phận của ngươi và mục đích ngươi tới nơi này, bằng không thì đừng trách ta đánh bể đầu của ngươi. Vậy ngươi có thể nổ súng. Hạ Thiên coi thường nói, coi thử đến lúc đó người xui xẻo là ai. Nữ nhân trẻ tuổi nghe hắn nói như thế, không do dự nữa, lấy ống giảm thanh cho súng ngắn đeo lên, bóp cò về phía Hạ Thiên, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta. Hiu. Tiếng súng nhẹ vang, bỗng nhiên nữ nhân trẻ tuổi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ chính nàng, nàng kinh ngạc che lấy cổ tay của mình, súng ngắn rơi trên mặt đất. Ta đã sớm nói là súng vô dụng với ta, vì sao ngươi còn muốn thử chứ? Hạ Thiên xuống giường, chậm rãi đi đến bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi kia, nhặt súng ngắn lên, nhẹ nhàng xoa một cái thì súng đã thành sắt vụn, sau đó tiện tay ném vào thùng rác. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ nhân trẻ tuổi thật sự sợ hãi, người trước mắt này thật sự rất kinh khủng, không nói đến việc vì sao vừa nãy hắn tránh được đạn, mà đạn còn bị bắn ngược lại vào trên người nàng. Làm cho nàng hoàn toàn không cách nào hiểu được. Ta là ai? Vừa nãy đã nói rồi, ta lười nói lại lần nữa. Hạ Thiên lười biếng nói, còn có, ta đã nói với ngươi rằng ta không có nửa xu liên quan tới Tiêu gia, đừng lãng phí thời gian đoán mò. Có mấy vấn đề, ta cần ngươi trả lời, đương nhiên ngươi không trả lời cũng được, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Trong mắt của nữ nhân trẻ tuổi xoay mấy vòng, cân nhắc hoàn cảnh trước mặt. Đành phải chịu thua, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi bắt cô bé này từ đâu? Hạ Thiên đưa tay kéo tiểu cô nương từ dưới giường, lười biếng hỏi, đừng nói dối, không cần phải làm vậy, ta nhìn ra được. Nữ nhân trẻ tuổi cắn môi, cái này ta cũng không rõ, ta mua được từ trong tay người khác. Hạ Thiên quay đầu nhìn cô bé kia, phát hiện vẻ mặt của nàng không có gì khác thường, giống như không để ý đến việc này. Cô bé cảm nhận ánh mắt của Hạ Thiên. Không cho là đúng nói, đại bại hoại, ánh mắt của ngươi là sao? Không phải ngươi đang đồng tình với ta chứ, từ nhỏ ta đã bị người khác bắt cóc, đã sớm quen, mẹ ta đối xử với ta tốt nhất, mặc dù thường xuyên lấy máu của ta. Ta thật sự coi Tử Nhi là con gái của ta. Vẻ mặt của nữ nhân trẻ tuổi lại có chút kích động, giải thích với Hạ Thiên, lấy máu của nàng là do hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chỉ là muốn sống mà thôi. Hạ Thiên lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, là ai nói cho ngươi biết lấy máu của nàng thì có thể trị bệnh của ngươi? Chuyện này, trên mặt của nữ nhân trẻ tuổi lộ ra vẻ do dự, rõ ràng đang cân nhắc có định nói thật hay không, là ta tra được từ trên mạng. Á! Ba! Còn chưa nói hết, Hạ Thiên vung tay cho nàng một cái tát, trong nháy mắt má trái của nàng sưng lên, đau rát. Ta đã nói là đừng nói dối, bằng không thì ta sẽ đánh ngươi. Vẻ mặt Hạ Thiên tùy tiện, nhưng giọng nói có chút khó chịu, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì ta sẽ không đánh ngươi. Ta nói thật mà, nữ nhân trẻ tuổi vội vàng đứng lên, ta không có làm càn. Á, ba, ba, lúc này, Hạ Thiên đánh vào hai bên mặt đều sưng phồng lên, nhưng bên trái sưng to hơn chút, da mặt hơi giống cà chua đã chín, giống như máu bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi ra tay lần nữa, ta sẽ trở mặt, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hả? Đôi mắt của nữ nhân trẻ tuổi đã sưng thành một đường chỉ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán giận. Ngươi có sợ ta hay không, thì có liên quan tới ta sao? Hạ Thiên ra vẻ không sao cả, lười biếng ngáp một cái, được rồi, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đâm cho ngươi một châm là được. Chương 2218. Không phải là con gái của ngươi chứ? Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra ngân châm, đang muốn đâm vào đầu nàng, lập tức dâng lên một dự cảm không ổn, đưa tay vào ngực lấy ra lưỡi dao mỏng mà sắc bén, nhanh chóng vạch cổ họng Hạ Thiên. Trong nháy mắt nữ nhân trẻ tuổi này bay ngược ra ngoài, trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống trong đại sảnh lầu 1. Đại bại hoại, ngươi thật sự rất lợi hại. Cô bé kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lại có thể đánh mẹ tới mức không thể đánh trả. Nhưng ngươi sắp thảm rồi, mẹ ta nhất định sẽ gọi người tới giết ngươi. Hạ Thiên một tay ôm lấy cô bé,
nhẹ nhàng nhảy một cái từ cửa ra vào của phòng ngủ chính ở lầu 2 nhảy vào trong đại sảnh. Quả nhiên, nữ nhân trẻ tuổi kia đã mất tích, trên mặt đất lưu lại một vết máu nhạt. Chắc chắn mẹ đã gọi viện binh, mẹ biết mấy chú lợi hại, hình như đều đang theo đuổi nàng, rất nghe lời mẹ. Cô bé nhìn dọc theo phương hướng của vết máu, có chút lo lắng nhìn Hạ Thiên, đại bại hoại, mặc dù ngươi lợi hại, nhưng chắc chắn đánh không lại mấy chú đó. Chúng ta vẫn nên chạy trốn. Ta sẽ không chạy trốn, cũng không cần chạy, cũng không hứng thú đợi nàng gọi cứu binh gì đó. Hạ Thiên bĩu môi, trực tiếp đi ra ngoài biệt thự. Cô bé thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng đi theo. Hạ Thiên quay đầu nói, này, tiểu cô nương, người đi theo ta làm gì? Người có thể đừng gọi ta là tiểu cô nương hay không, ta có tên riêng đó, ta tên là Tử Nhi, về phần họ là gì thì ta không biết rõ. Tiểu cô nương đếm đầu ngón tay tự giới thiệu, trước đó họ Tiêu, về sau họ Điền, tiếp đó là họ Lãnh, còn có họ Nhiếp, bây giờ mẹ lại lấy họ là Tiêu. Hạ Thiên lại nhìn cô bé, nữ nhân ngu ngốc kia không phải là mẹ của ngươi, cũng không có họ Tiêu. Quan tâm nàng làm gì, nàng nói nàng là mẹ ruột của ta, cũng nói nàng họ Tiêu, đương nhiên ta phải tin nàng, như vậy có thể giảm bớt phiền phức. Tử Nhi cười hai tiếng, lẩm bẩm nói, ai bảo ta là trẻ con chứ, rời khỏi người lớn thì không có cách nào sống sót. Nói xong, Tử Nhi quay đầu nhìn Hạ Thiên, đại bại hoại, ngươi tên là gì? Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, nàng vỗ cái đầu nhỏ, có chút hối tiếc nói, suýt nữa quên mất, người mới vừa nói tên của ngươi, tên là Thu Thiên gì đó. Tên của ngươi mới là Thu Thiên. Hạ Thiên nghiêm túc uốn nắn, ta tên là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, mùa hè, rất tốt, ta thích Hạ Thiên. Tử Nhi nở nụ cười, cẩn thận đi theo sau lưng Hạ Thiên, cái đó, đại bại hoại. Ngươi thật sự vì bị ta phá điện thoại nên tới đánh ta sao? Đương nhiên là thật, Hạ Thiên nhìn Tử Nhi, khó chịu nói, dám mắng ta thì đều là người muốn ăn đòn, cho dù ngươi là tiểu hài tử thì cũng không ngoại lệ. Tử Nhi truy hỏi, vậy sau khi đánh ta thì sao? Đánh xong thì đương nhiên là tiếp tục về ngủ, Hạ Thiên trả lời đương nhiên. Không phải chứ, Tử Nhi có chút khó có thể tin nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn có suy nghĩ như vậy? Hạ Thiên đánh một cái ngáp, nói, bây giờ không muốn đánh ngươi, chỉ muốn trở về ngủ bù. Vậy ngươi mang theo ta đi, Tử Nhi chỉ mình, cười hì hì nói với Hạ Thiên, ngươi đánh mẹ ta chạy, vừa vặn ta không muốn đi theo nàng. Ta làm con gái của ngươi thì sao, sau này ngươi chính là cha của ta. Ta không có con gái, chỉ có một đứa con trai. Lúc này, Hạ Thiên mới nhớ mình có một người con, nhưng cũng bị nhóm vợ của hắn đưa đến Tiên Vân Đại Lục. Không biết các nàng ở bên kia như thế nào rồi. Sau đó lại nghĩ tới những câu nói mà Dạ Ngọc Mị nói với hắn vào khoảng thời gian trước, nhất là ngưng trệ việc tu luyện nghịch thiên bát châm, làm cho tâm tình của hắn hơi mất mát. Không phải chứ, người thật sự có con sao? Lớn bao nhiêu, dáng vẻ đẹp trai hay không đẹp trai? Tử Nhi chau mày, có chút chần chờ nói, vậy ta phải suy nghĩ một chút, không thể làm con dâu nuôi từ bé của con trai ngươi như vậy được. Vạn nhất dáng dấp của hắn không khác lắm với đại bại hoại ngươi, vậy chẳng phải ta sẽ bị thua thiệt sao? Hạ Thiên trực tiếp không để ý tiểu cô nương này, cũng lười để ý tâm tư lộn xộn của nàng. Đại bại hoại, tại sao ngươi không nói chuyện? Tử Nhi như sợ yên lặng sẽ xảy ra chuyện gì đó làm nàng sợ hãi, thế là càng không ngừng nói chuyện, một cái tay còn đang nắm góc áo của Hạ Thiên. Cứ như vậy, Tử Nhi đi theo Hạ Thiên tới Triệu gia. Những cảnh vệ của Triệu gia thấy một cô bé đi phía sau Hạ Thiên thì không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chỉ là ai cũng không dám mở miệng hỏi. Chờ lúc Hạ Thiên về tới phòng thì mới phát hiện Triệu Thanh Thanh cũng ở đó. Sư phụ, vừa rồi ngươi đi đâu thế? Triệu Thanh Thanh trở về khi mới làm xong một vài chuyện, còn nghĩ muốn ăn sáng chung với Hạ Thiên, kết quả phát hiện người đã không ở trên giường. Hạ Thiên thuận miệng đáp, đi đánh người. Lúc này, Tử Nhi đi sau lưng Hạ Thiên, thò ra cái đầu nhỏ, nhìn Triệu Thanh Thanh, đại bại hoại, tỷ tỷ xinh đẹp này chính là mẹ mới của ta sao? À, cô bé này là ai vậy? Triệu Thanh Thanh phát hiện sự tồn tại của Tử Nhi, sau đó trong lòng nàng đập nhanh, vô thức kêu lên, sư phụ, nàng không phải là con gái của ngươi chứ? Chương 2219. Sau độ kiếp là cảnh giới nào? Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên,
đi thẳng vào phòng ngủ, ta ngủ bù, không có chuyện gì thì đừng gọi ta. Hả? Triệu Thanh Thanh nghe thấy lời này cảm thấy rất kỳ quái, trong ấn tượng của nàng Hạ Thiên không cần ngủ. Nếu như hắn chủ động nhắc đến, vậy chắc chắn là vì hắn làm chuyện đó với các nữ nhân của mình. Sư phụ, đây là ngươi cùng với nữ nhân nào sinh ra à? Triệu Thanh Thanh không nhịn được hỏi Hạ Thiên. Cũng không biết là Hạ Thiên lười trả lời hay đã ngủ say, nửa ngày vẫn chưa thấy trả lời. Không đợi Hạ Thiên đáp lại, tâm tư Triệu Thanh Thanh không khỏi dâng lên sự linh hoạt. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này sư phụ và Ninh Nhụy Nhụy vẫn luôn gần gũi nhau? Trái lại, không phải là Triệu Thanh Thanh không vui, chỉ là nàng hết sức bất ngờ, không nhìn được nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình, sau đó lại lắc đầu, không đúng, hình như sư phụ và Ninh Nhụy Nhụy quen biết chưa lâu, hơn nữa hắn cũng không có xuống tay với nàng ấy, sao có thể có con gái được? Là Lam Y Nhân sao? Triệu Thanh Thanh vẫn lắc đầu, cũng không đúng. Người này cũng là nữ nhân mới của sư phụ. Thạch Thuần và Tổ Bối Bối thì càng không thể nào. Trong đầu Triệu Thanh Thanh chợt thoáng qua một ý nghĩ, vậy cũng có thể là Y Tiểu Âm, gần đây A Cửu cũng mới bị sư phụ. Đúng, chắc chắn là Y Tiểu Âm. Ta đã nói nữ nhân này cực kỳ đạo đức giả, rõ ràng là thích sư phụ nhưng hết lần này đến lần khác đều luôn giả bộ ra vẻ lạnh lùng. Đoán chừng trong 12 năm qua, chắc chắn nàng đã từng vụng trộm tiếp xúc thân mật với sư phụ. Nếu không thì ở đâu ra nữ nhân? Có vẻ như nữ nhân kia và sư phụ lại cãi nhau, cho nên mới giao nữ nhi cho sư phụ, vì thế mà tâm trạng của sư phụ mới trở nên không tốt. Sau một hồi tự bổ não, Triệu Thanh Thanh đã tự giác nắm giữ toàn bộ sự thật. Tử Nhi nhìn Triệu Thanh Thanh ở nơi đó suy nghĩ linh tinh, trong lòng cảm thấy có chút không lo lắng không yên, vì vậy ngoan ngoãn tới chào hỏi, chào mẹ mới, ta tên là Tử Nhi, năm nay 8 tuổi. Sau này ta chính là con gái của ngươi. Đừng, ngươi đừng gọi ta như vậy. Triệu Thanh Thanh lấy lại tinh thần, nàng cảm thấy chắc chắn cô bé này có nguồn gốc rất sâu với Hạ Thiên, hơn nữa dáng dấp cũng thập phần đáng yêu, chỉ là cách xưng hô như này khiến cho nàng có chút bất mãn. Ta tên là Triệu Thanh Thanh, ta chỉ là vợ nhỏ của cha ngươi thôi, ngươi gọi ta là gì là được rồi. Vợ nhỏ, Tử Nhi nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ. Trong lòng nói thầm, tên đại bại hoại này thật đúng là không phải người tốt lành gì, nhưng gương mặt của người vợ nhỏ này thật là dễ nhìn. Triệu Thanh Thanh có chút xấu hổ, rõ ràng là trước mặt trẻ con, nàng không muốn nhắc đến những chuyện này, chỉ đành phải nói, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ coi ta như dì ruột là tốt rồi. Vậy ta gọi ngươi là dì nhỏ Thanh Thanh? Tử Nhi cười để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Trong lúc nhất thời, Triệu Thanh Thanh khơi dậy tình cảm mẫu tử hiếm có, kéo Tử Nhi vào trong lòng, yên tâm, mẹ ruột ngươi không thương ngươi. Sau này dì nhỏ Thanh Thanh sẽ yêu thương ngươi. Vậy thì tốt quá, dì nhỏ Thanh Thanh, ngươi ân cần hơn mẹ ruột ta nhiều, ta rất thích ngươi. Tử Nhi hoàn toàn không biết mẹ ruột mình là ai, người lúc trước tự nhận là mẹ ruột của nàng đã bị Hạ Thiên đánh cho bỏ chạy, nhưng chuyện đó không quan trọng, từ trước đến nay nàng có năng lực thích ứng rất mạnh. Nếu không sao có thể sống tới tận bây giờ. Không hiểu sao trong lòng Triệu Thanh Thanh dâng lên ảo giác nàng đã chiến thắng Y Tiểu Âm. Ảo giác này làm cho nàng cảm thấy sảng khoái, vừa cười vừa nói, được rồi, sau này nơi này chính là nhà của ngươi. Tới đây, ta chọn cho ngươi một căn phòng, sau đó chúng ta cùng đi chọn quần áo. Trong phòng, Hạ Thiên không ngủ mà ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, hết sức tập trung cảm nhận một số cảm xúc. Những cảm xúc này có chút không thể giải thích được, rất mỏng rất nhạt, nếu là lúc bình thường, có thể Hạ Thiên sẽ hoàn toàn bỏ qua. Chỉ là trong phút chốc vừa rồi hắn đã nhớ đến Hạ Lãnh và Tử Nhi. Bởi vì nghĩ tới Hạ Lãnh và những người vợ của hắn đang ở Tiên Vân Đại Lục xa xôi, rồi lại nghĩ tới Dạ Ngọc Mị và những chuyện nàng nói ngày hôm đó, Nghịch Thiên Bát Châm đều chậm chạp không có tiến triển. Nghịch Thiên Bát Châm, nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm thịt cốt. Tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, lục châm thần, thất châm tiên, bát châm có thể nghịch thiên. Bảy châm phía trước, hắn đã học được cách đây 2 năm, hắn cũng dùng bảy châm đầu tiên để giúp hầu hết vợ của mình tăng cảnh giới lên tới độ kiếp kỳ. Tuy nhiên, sau độ kiếp là cảnh giới nào? Là bạch nhật phi thăng trong truyền thuyết sao? Hay có thể nghịch thiên như trong châm pháp này? Trước đó, Hạ Thiên đã không hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn cảm thấy nó không cần thiết phải suy nghĩ.
Lúc trước hắn tu luyện châm pháp cũng là thuận theo tự nhiên, cuối cùng nước chảy thành sông. Hôm nay, hắn cảm thấy hơi lo lắng, thực ra hắn cũng biết rõ nguyên nhân, đó là vì cô bé tên là Tử Nhi. Buổi sáng, ban đầu hắn không hề có hứng thú gì với cô bé, mãi cho đến khi bé ngoan gửi cho hắn bức ảnh của cô bé mới khiến cho hắn đổi ý. Hạ Thiên nhìn ra một số chuyện từ tướng mạo của cô bé. Việc làm hắn không ngờ tới chính là trên người Tử Nhi có dấu vết vận hành của nghịch thiên bát châm, tuy chỉ là ba châm đầu nhưng thực sự đúng là nghịch thiên bát châm. Chuyện này cũng có chút kỳ lạ, phải biết rằng chỉ có hắn là người duy nhất trên địa cầu có nghịch thiên bát châm. Mặc dù ngoài hắn ra thì còn có vợ thần tiên tỷ tỷ biết châm pháp hoàn chỉnh, nhưng vợ thần tiên tỷ tỷ không có băng hỏa linh thể nên nàng không thể lĩnh hội nghịch thiên bát châm. Hắn vô cùng chắc chắn, hắn chưa từng thi châm cho cô bé này, thậm chí trước đó cũng chưa từng nhìn thấy. Như vậy câu hỏi được đặt ra, là ai đã sử dụng nghịch thiên bát châm cho cô bé này? Hoặc hỏi đơn giản hơn là, còn ai có nghịch thiên bát châm? Trên địa cầu chắc chắn không có, vì vậy đó chỉ có thể là tu tiên giả ở dị giới, hoặc có lẽ chính là tu tiên giả đã phát minh ra nghịch thiên bát châm ở thế giới kia. Chương 2220 Nghịch tiên hội. Hạ Thiên không sợ bất kỳ kẻ nào, cũng không sợ bất cứ tu tiên giả nào, nhưng có một số chuyện hắn bắt buộc phải hiểu rõ. Cho nên hắn dễ dàng để cho Tử Nhi đi về cùng mình, chính là muốn nhìn xem liệu hắn có thể dẫn dụ tu tiên giả ở dị giới sử dụng nghịch thiên bát châm kia hay không. Trước khi chưa xác định được tu tiên giả kia là địch hay là bạn, Hạ Thiên cảm thấy cần phải chuẩn bị một chút, đây cũng là lần đầu tiên hắn có chuẩn bị trước. Dù sao thì hắn cũng không muốn tái diễn lại cuộc gặp gỡ đầy bối rối với Vấn Thiên Quân. Lúc này, Tiên Vân Đại Lục, Cơ Thị Hoàng Triều bất ngờ liên hợp với Phiêu Miểu Tiên Môn và hàng trăm môn phái tu tiên lớn nhỏ, đồng thời tung ra một tin tức nặng ký. Để chào mừng ngày quốc khánh 3.000 năm của Cơ Thị Hoàng Triều, nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh và Phiêu Miểu Tiên Tử Nguyệt Thanh Nhã đã quyết định tổ chức một sự kiện hết sức trọng đại cho tất cả tu tiên giả trên khắp Tiên Vân Đại Lục. Nhằm bồi dưỡng những tân binh ở tu tiên giới, vì Cơ Thị Hoàng Triều và Tiên Vân Đại Lục mà tạo ra một cục diện hoàn toàn mới. Sự kiện trọng đại này tạm thời được đặt tên là Nghịch Tiên Hội, lấy ý nghĩa thuận thì phàm, nghịch thì tiên. Sự kiện lớn này được chia thành 3 phần, đó là An Thiên Hội, Vấn Thiên Hội và Nghịch Thiên Hội. Nội dung cụ thể là gì đều chưa công bố, nhưng mỗi sự kiện đều có những phần thưởng vô cùng phong phú, chắc chắn sẽ khiến tất cả các tu sĩ hài lòng. Lễ khai mạc của sự kiện lớn này là ở cố đô của Cơ Thị Hoàng Triều, nhưng địa điểm tổ chức lại được chọn từ toàn bộ Tiên Vân Đại Lục. Sự kiện bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài trong vòng 3 tháng. Phần thưởng sẽ được phát vào cuối mỗi tháng, sẽ còn nhiều hơn nữa vào lúc tổng kết đại hội cuối năm, trực tiếp ban thưởng đan dược cực phẩm, phân lượng của nó đủ để trực tiếp khiến một người phàm thăng cấp lên cảnh giới phân thân kỳ, không thể nói là không phong phú. Khi tin tức này được truyền ra, toàn bộ Tiên Vân Đại Lục đều sôi trào, bất kể là tu tiên giả hay người phàm, thậm chí một số yêu tộc đều đang nghị luận chuyện này, rất nhiều thế lực cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Tất nhiên, đánh giá về sự kiện này cũng có nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Trong những năm gần đây, Cơ Thị Hoàng Triều vẫn luôn bành trướng chinh chiến, gần như đã chiếm đoạt hết tất cả các quốc gia lớn nhỏ trên Tiên Vân Đại Lục. Tất nhiên là những nước nhỏ đó bị thâu tóm sẽ không cam tâm thất bại. Bọn hắn cho rằng sự kiện này là để thể hiện công lao và sức mạnh của Cơ Nữ Hoàng. Bọn hắn đang nghĩ đến lúc đó sẽ tham dự phá hỏng sự kiện. Cũng có một số môn phái tu tiên cảm thấy sự kiện này là do Phiêu Miểu Tiên Môn chỉ đạo, mục đích là để thống nhất thế lực tiên môn rồi đoạt quyền nói chuyện, từ đó thống trị toàn bộ tu tiên giới. Dù sao thì gần đây Phiêu Miểu Tiên Môn vẫn đang làm những chuyện này. Tuy nhiên vẫn còn có một vài tông môn truyền thừa lâu đời không nể mặt nàng, cho nên mới muốn làm Cơ Thị Hoàng Triều thành trò hề như vậy. Còn có, tất nhiên, những chuyện liên quan đến việc lớn và những chuyện ồn ào hỗn loạn đều không có nửa xu quan hệ tới Hạ Lãnh. Kể từ khi Thiên Mị thẩm vấn xong phó môn chủ ngoại môn của Ngự Tiên Tông, nàng và Mộc Hàm cũng có chút lải nhải. Thậm chí hai người còn quay trở lại đảo Thần Tiên rồi bàn bạc với đám người Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh suốt một ngày đêm, sau đó tuyên bố đã bị hủy bỏ. Hạ Lãnh không hiểu rốt cuộc các mẹ của hắn đang muốn làm gì, sau mấy lần mở miệng hỏi, Mộc Hàm chỉ cười nói với hắn một câu, người cứ bận chuyện của mình là được rồi, những chuyện khác không cần hỏi. Thế là Hạ Lãnh lại lặng lẽ dẫn theo A Cửu,
Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh rời khỏi Ngự Thiên Tông, bắt đầu cuộc hành trình đi về phía Bắc. Công tử, không phải chúng ta nên trở về Lam Kinh trước sao? Trong xe ngựa, Tiêu Tú Nhi bĩu môi, hơi khó hiểu hỏi, chuyện lớn như vậy, Hoàng, nên lo lắng mới đúng, về tình về lý sẽ muốn chúng ta trở về. Hạ Lãnh lườm Tiêu Tú Nhi một cái, thản nhiên nói, ngươi còn biết lý lẽ nữa sao? Công tử, lời này của ngươi khiến cho Tú Nhi có chút đau lòng. Tiêu Tú Nhi bất mãn chừng Hạ Lãnh, sao ta lại không biết lý lẽ, ta cũng đọc sách mấy năm đấy. Lúc này, A Cửu mới giải thích, tin tức này quá kinh người. Trong ngoài cơ thị Hoàng Triều đều có sóng ngầm phun trào. E rằng nếu như công tử trở về sẽ rơi vào trong vòng xoáy tranh đấu, còn không tốt bằng Tiêu Diêu tự tại ở bên ngoài. Nhưng chuyện như này, không phải là công tử không chiếm được thứ gì. Tiêu Tú Nhi chỉ xúc động lên tiếng bất bình thay Hạ Lãnh. Trong nhận thức của nàng, Hạ Lãnh chính là hoàng tử sẽ kế thừa ngôi vị trong tương lai. Kết quả lại là suốt ngày đi du đãng ở bên ngoài, hoàn toàn không xuất hiện trước tầm mắt của các vương công đại thần, chuyện này có thể rất là không ổn. Đầu óc của ngươi vốn không tốt, nên tiết kiệm sức lực, đừng tự làm khổ mình. Hạ Lãnh thuận miệng khuyên một câu, sau đó chỉ vào Phong Thiên Linh nói, ngươi hãy học nàng một chút đi, không biết không nói, hết mức im lặng. Đây mới là hiểu rõ lý lẽ và tình hình. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Phong Thiên Linh hơi xấu hổ mà cười nói, cho nên cũng không biết nói gì cho phải. Hừ, Tiểu Linh Nhi, ta không thèm để ý tới bọn hắn nữa. Tiêu Tú Nhi ôm lấy Phong Thiên Linh, liếc mắt nhìn Hạ Lãnh. Lúc này, ánh mắt của Tiêu Cửu đột nhiên ngưng lại, ghìm ngựa dừng xe, nói với đám người Hạ Liệt, công tử, phía trước có chuyện. Không thể nào, lại gặp phải cướp sao? Tiêu Tú Nhi vô thức kêu lên, chẳng lẽ số chúng ta đi ra ngoài thì nhất định phải gặp cướp sao? Hạ Lãnh kéo màn xe xuống, hắn nhìn thấy ở phía trước đao quang kiếm ảnh không ngừng, còn có nhiều tiếng hô quát khác nhau liên tiếp vang lên, hắn không khỏi nhíu mày. Đây không phải là gặp cướp, mà là gặp phải một cuộc quyết đấu. Chỉ có điều không biết đây là người trong giang hồ hay tu tiên giả, nhưng hắn đoán chắc là có liên quan đến sự kiện lớn trong tin đồn kia. Chương 2221, Cửu Phái Luận Võ. Cho xe dừng ở ven đường, nghe xong một hồi, động tĩnh ở phía trước không lớn, vẫn có thể xác định là nhân vật trong giang hồ đang tỉ thí ở đó, nhìn từ xa có thể thấy không ít người, nhưng việc này không có quan hệ đối với đám người Hạ Lãnh. Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi đường vòng qua. Hạ Lãnh không muốn dây dưa vào chuyện này, tuy rất dễ giải quyết nhưng rất phức tạp, mà hắn không thích cảm giác không thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Vâng, Cơ Cửu nghe lệnh, một lần nữa khởi động xe ngựa, chậm rãi đi lên, nhưng đồng thời cũng nhìn ngó xung quanh và đề phòng bốn phía, đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc xe ngựa đi ngang qua, đám người giang hồ đang tụ tập cũng nhao nhao quăng ánh mắt tò mò và dò xét. Công tử, ánh mắt của đám người này thật đáng sợ. Xuyên thấu qua khe hở của màn, Tần Tú Nhi nhìn ra bên ngoài và nói, nhìn thế nào cũng thấy đám người này không phải là người tốt. Hạ Lãnh nhàn nhạt nói, vốn dĩ người trong giang hồ phải trải qua quãng thời gian liếm máu trên lưỡi đao, ngươi cảm thấy bọn họ là người tốt sao? Tại sao lại không có? Tần Tú Nhi không đồng ý lời giải thích của Hạ Lãnh, công tử, người đừng cho là Tú Nhi không biết cái gì là tốt xấu. Ta đã từng đọc qua những sách tiểu thuyết kia, trong đó có những đệ tử của những danh môn chính phái, không phải bỏ họ phiêu bạt giang hồ vì hành hiệp trượng nghĩa sao. Ở Lam Kinh, ta đã nghe nói trong giang hồ có tứ đại công tử, giống như Bạch Ngọc công tử, Hồng Phong công tử. Bọn họ chẳng những là những người trẻ tuổi anh tuấn, hơn nữa có võ công cao cường, là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ nơi khuê phòng. Nói xong, Tần Tú Nhi phát hiện Hạ Lãnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Vội vàng kéo người giúp đỡ, Tiểu Linh Nhi, gia tộc Phong Vân của các ngươi là một thế lực trong giang hồ, ngươi chắc chắn biết một số việc trong giang hồ. Ngươi nói xem, có phải tứ công tử là người tốt hay không? Tú Nhi tỷ, điều này thì không nhất định. Phong Vân Linh chần chừ một lát, cuối cùng không nhịn được mà nói lời thật, trong các danh môn chính phái cũng có những môn phái lục đục với nhau, đến cả bốn vị công tử kia, ta không thể nói tất cả bọn họ đều là người tốt. Nhưng vị Bạch Ngọc công tử này chắc chắn không phải là người tốt. Tần Tú Nhi trừng mắt nhìn Phong Vân Linh, có chút khó chịu nói, đây là, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, đệ nhất công tử vang danh giang hồ,
người luôn hành hiệp trượng nghĩa, sự việc cướp của người giàu chia cho người nghèo đều được thư sinh trong tử lầu ở Lam Kinh giảng giải mỗi ngày. Tại sao hắn có thể là người xấu? Việc khác thì ta không biết, nhưng việc ca ca ta bị các môn phái tu tiên đùa bỡn, chính là hắn thiết kế hãm hại. Phong Vân Linh tức giận nói, Bạch Ngọc công tử kia còn mượn cơ hội này để lừa gạt nhà chúng ta. Hắn nói là có thể giúp nhà chúng ta giải trừ hiểu lầm với môn phái kia, hắn nhận tiền nhưng không làm việc, ngược lại còn kiếm chuyện ly gián, hại ca ca ta chỉ có thể chạy trốn, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Hắn thực sự xấu như vậy sao? Tần Tú Nhi cảm thấy tam quan có chút sụp đổ, mặc dù có chút khó khăn để tiếp nhận, nhưng không hề hoài nghi lời nói của Phong Vân Linh, cho nên trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, suy nghĩ, nếu có cơ hội nhìn thấy Bạch Ngọc công tử thì nhất định phải hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Người đến xin dừng bước. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, xe ngựa của đám người Hạ Lãnh bị những đám người giang hồ cản lại. Chuyện gì? Cơ Cửu lạnh lùng nhìn người ngăn lại xe ngựa, chẳng lẽ đạo hữu muốn cướp đường? Người ngăn cản xe ngựa là mấy người thanh niên mặc trang phục màu vàng, ngược lại dáng người không cường tráng như vậy, nhưng lại có vẻ hung hãn dị thường, huyệt thái dương nhảy lên cho thấy võ công của bọn họ không thấp, im ngay. Ngươi đừng sỉ nhục bọn ta. Nam nhân cầm đầu có đôi mắt to và lông mày rậm rạp, còn cái mũi giống như củ tỏi, bộ dáng vô cùng quái dị, trong tay xách ngược một thanh kim đao. Lạnh giọng quát, chúng ta là người của Kim Đao Môn, làm sao có thể làm ba chuyện xấu xa như cướp đường này? Vậy các người muốn làm cái gì? Cơ Cửu không động mà nói, hắn đã nghe nói qua Kim Đao Môn, là một môn phái có danh khí ở địa phận Vân Châu, là một môn phái dưới trướng của Vạn Khí Tông môn phái tu tiên Tam Lưu. Nam nhân có cái mũi giống củ tỏi này khẽ quét qua xe ngựa, mặc dù trông xe ngựa có chút xa xỉ, cũng không phải loại đỉnh cấp. Trên thân xe không hề có ký hiệu của các gia tộc, xem ra đây là một nhà phú hào bình thường, chỉ có chút tài sản. Hôm nay, 9 môn phái của Vân Châu sẽ tổ chức tỉ thí ở đây, chúng ta quyết chọn ra 9 vị cao thủ, để tháng 9 chúng ta dẫn đội đi tham gia thịnh hội ở Lam Kinh. Trong giọng nói của nam nhân này nhàn nhạt lộ ra sự ngạo mạn, các người đi ngang qua nơi này, coi như là có duyên, thì chúng ta mời mấy vị bằng hữu làm chứng, sẽ không chậm trễ mất bao nhiêu thời gian. Sau đó chúng ta sẽ đáp lễ lại. Khi người trong giang hồ giao đấu, ngoại trừ mời những đồng đạo tham gia hội nghị, thì có thể mời một số người ngoài tới chứng kiến, nếu như không mời đủ người, thì sẽ kéo những thanh niên khỏe mạnh ở ven đường. Nhưng từ điểm đó có thể nhìn ra 9 môn phái của Vân Châu thực sự không thể nào nhập lưu. Cơ Cửu lo lắng làm nhân chứng cho loại tỉ thí này sẽ bôi nhọ thân phận của Hạ Lãnh, thì trực tiếp mở miệng từ chối, chuyện này thì không được. Công tử nhà ta có chuyện quan trọng cần xử lý, không thể trì hoãn ở đây. Bằng hữu, vậy là ngươi không cho 9 phái Vân Châu chúng ta mặt mũi rồi. Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi nhíu mày, lộ ra thái độ vô cùng không hài lòng, tiện tay kéo thanh đao, lạnh giọng nói, như vậy thì sau này các người đi qua địa phận Vân Châu, e rằng đường không dễ đi như vậy. Mấy người đi đằng sau nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi nhao nhao kéo thanh đao của mình. Làm ra dáng vẻ lúc nào cũng có thể ra tay, nhìn ra chút khí thế. Vậy sao, ngược lại ta muốn biết tại sao đường lại khó đi. Đương nhiên Cơ Cửu nhìn ra được sự uy hiếp trong lời nói, nhưng không cho rằng đám người trong tông môn giang hồ này sẽ lọt vào trong mắt hắn. Trong lòng nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi rùng mình, người này nhìn thấy trận chiến của bọn hắn, lại nghe qua tên tuổi của 9 phái Vân Châu, lại dám nói lời này, hoặc là một thanh niên ương ngạnh. Hoặc là thanh niên châu bò, cũng không dễ đối phó. Chương 2222, về tu luyện thêm 10 năm nữa. Cơ Cửu, được rồi, đi xem bọn hắn cũng không sao. Trong xe chủ truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Hạ Lãnh, hoàn toàn không nghe ra sự vui buồn. Hạ Lãnh không cùng một loại người với cha của hắn, cũng không ưa thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, hơn nữa cũng rất ghét phiền toái. Bây giờ trực tiếp đi ngang qua. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng lại chọc sự chú ý của 9 phái Vân Châu lên người bọn họ, như vậy sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Cơ Cửu cung kính lên tiếng, vâng. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi nghe được giọng nói này, cảm thấy người ngồi trong xe không phải là người tầm thường, lập tức chắp tay nói, tại hạ là Mã Nhật Hành của Kim Đao Môn, lần này đã thiếu nợ ân tình với công tử, ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Không cần,
Hạ Lãnh đạm bạc nói, ta họ Lãnh, xem hết cuộc tỉ thí của các người thì ta sẽ đi, sau này chắc chắn sẽ không xuất hiện, còn về phần hồi báo hay vân vân gì thì không cần. Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi có chút ngạo khí của môn phái, nghe được lời này cũng không nóng tính, chắp tay mời, Lãnh công tử, xin mời bên này. Dưới sự hướng dẫn của đệ tử Kim Đao Môn, Cơ Cửu lái xe ngựa đi đến vào con đường nghiêng nhỏ, sau đó chuyển mấy vòng, thì thấy một trang viên lớn nằm ngay giữa khu rừng, tên là Trúc Hiền Sơn Trang. Sau khi tiến vào trang viên, Cơ Cửu lái xe theo sự chỉ dẫn của đệ tử Kim Đao Môn nào đó đi vào chuồng ngựa. Ngay lập tức Hạ Lãnh mang theo Phong Vân Linh và Tần Tú Nhi đi xuống, dưới sự chỉ dẫn của nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi, chậm rãi đi về tiền viện của trang viên. Tiền viện của trang viên này nằm ở giữa quảng trường, dựng một lôi đài cỡ lớn, tám mặt xung quanh của lôi đài đều đặt không ít chỗ ngồi, chẳng qua là không có nhiều người ngồi, có lẽ tối đa không hơn 300 người. Lúc này, trên lôi đài có người trẻ tuổi đang giao chiến kịch liệt, một người cầm kiếm, một người cầm đao, đánh nhau đến khó phân định thắng thua. Chính là hai người đang đánh nhau, Tần Tú Nhi liếc nhìn lôi đài ở xa xa, vô thức nói một câu, nhìn qua cũng không có gì thú vị. Cô nương này, xin chú ý lời nói của mình. Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi quay đầu lại, lạnh giọng cảnh cáo, người cầm đao ở trên đài là thiếu chủ của Kim Đao Môn chúng ta, Đinh Tử Dương, tên còn lại là đệ tử của đại đệ tử Hoa Kiếm Phái, Ôn Thiếu, hai người họ đều là những người tuấn tài, võ công cao cường. Tuy ngươi không sợ, nhưng không được nói lung tung. Tần Tú Nhi nhíu cái mũi, trực tiếp đáp trở lại, chính là không được tốt, chuyện này còn không cho người ta nói. Cơ Cửu có thể đánh hơn 20 người như vậy. Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi không muốn so đo với nữ nhân, để tránh bêu xấu là bắt nạt đàn bà, chỉ phải nhìn về phía Hạ Lãnh, Lãnh công tử, ta khuyên ngươi nên quản giáo nô tỳ của mình cho tốt, bằng không thì sẽ gây ra phiền phức cho ngươi. Ta không biết sẽ có phiền toái gì, nhưng nàng ấy cũng nói không sai. Một người thì đao pháp vớ va vớ vẩn, một người thì kiếm pháp lòe loẹt, cũng chẳng ra gì. Hạ Lãnh làm con của Hạ Thiên nên cũng được di truyền tính bao che cho con của hắn, chỉ có mình bắt nạt người của mình nhưng tuyệt đối không cho người ngoài của trách một câu, có rảnh thì hãy để thiếu chủ các người dụng tâm luyện thêm công pháp, đao pháp tạm được. Trên lôi đài, người trẻ tuổi dùng đao có nhĩ lực phi thường, nghe được lời nói của đám người Hạ Lãnh, trong lòng tức giận, trong lúc thất thần thừa dịp bị đối thủ kiếm ra sơ hở, một kiếm phá đầu vai, khiến cho hắn bại trận tại chỗ. Kim huynh, đa tạ đã nương tay, ngược lại người trẻ tuổi cầm lại thanh kiếm dài, vừa cười vừa thi lễ, trực tiếp định ra thắng thua, căn bản không cho đối thủ có cơ hội trở mình. Người trẻ tuổi này không kiềm chế được tức giận, xông lên chỉ vào Hạ Lãnh giận dữ hét, chó chết, ngươi vừa rồi nói gì? Có gan thì lặp lại lần nữa. Hắn vừa quát, đương nhiên dẫn đến tất cả mọi người quăng ánh mắt hướng về phía ba người Hạ Lãnh. Chó chết, ngươi mắng ai đấy? Tần Tú Nhi nghe được có người mắng Hạ Lãnh, lập tức tức giận, chỉ vào người trẻ tuổi dùng đao, công tử nhà ta nói đao pháp của ngươi nát, chẳng lẽ chúng ta nói sai, dù thêm trăm lượt đi nữa thì đao pháp của ngươi cũng nát. Ngươi muốn chết, nói xong, người trẻ tuổi dùng đao muốn nhảy xuống lôi đài, đao trong tay trực tiếp chém qua. Kim huynh, từ từ hãy động thủ, người trẻ tuổi cầm kiếm lên tiếng, trêu chọc cười, ta xem chẳng qua là nàng vô ý nói. Hà cớ gì ngươi phải khó chịu nha đầu này. Tần Tú Nhi còn nói thêm, ngươi dùng kiếm cũng không có gì đặc biệt, trình độ cũng rất nát. Thiếu gia nhà chúng ta bình luận là may mắn của các ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người trẻ tuổi cầm kiếm cũng lạnh xuống. Mã Nhật Hành, đây là những người ngươi mang đến sao? Trong đó một nam nhân mặc trường bào thêu kim phẫn nộ đến trợn trừng mắt nhìn nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi rồi quát. Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng nói, bẩm môn chủ, bọn hắn chẳng qua là khách qua đường, đệ tử gọi bọn hắn đến để làm chứng. Cái khách nhân chó má gì, đánh ra ngoài cho ta. Nam nhân mặc áo vàng lạnh giọng nói, còn có tiện tì này, thì dùng chưởng đánh nát miệng nàng cho ta, còn dám phát ngôn bừa bãi ở đây. Nam nhân có cái mũi giống như củ tỏi chỉ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Hạ Lãnh, nói, Lãnh công tử. Mã mỗ đã cảnh cáo các người nên chú ý ngôn từ của mình. Đáng tiếc các người không nghe lời khuyên của ta, cũng đừng trách mã mỗ vô tình. Một đám người nhàm chán sẽ làm chuyện nhàm chán,
đương nhiên sẽ không để người khác nhận xét. Hạ Lãnh có chút khó chịu, lạnh lùng nói các người không cần nghĩ đến đi Lam Kinh nữa, vẫn là tất cả đều quay trở về nhà, tu luyện thêm 10 năm nữa. Khẩu khí thật lớn, vậy thì ngươi để cho bản công tử xem võ công của ngươi đi. Trong khi đang nói chuyện, người trẻ tuổi dùng đao lập tức xách đao bổ tới Hạ Lãnh. Đao nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến cổ họng của Hạ Lãnh. Đây không phải là võ công gì, mà là một sát chiêu tất sát. Chương 2223, khẳng định là yêu nhân tà đạo. Công tử, cẩn thận. Mặc dù Tiêu Tú Nhi cực kỳ tự tin đối với võ công của Hạ Lãnh, nhưng khi nhìn thấy tình hình này thì vẫn bị dọa đến mặt mày trắng bệch, nhìn không được hoảng sợ gào thét lên. Phong Thiên Linh cũng bị một đao kia dọa sợ, sợ đến nắm chặt cánh tay Tiêu Tú Nhi, chỉ là không phát ra âm thanh gì. Tốc độ quá chậm, kém cỏi. Lực đạo quá nhẹ, kém cỏi. Quỹ đạo di chuyển của đao còn xuất hiện sai lầm, lại càng kém cỏi hơn. Hạ Lãnh không hề sốt ruột, ngược lại nhàn nhạt phê bình một câu, người căn bản hoàn toàn không biết gì về đao pháp cả, thực sự là kém cỏi trong kém cỏi, vẫn nên đừng tiếp tục làm chuyện mất mặt nữa. Người thanh niên cầm đao, giọng lạnh lùng nói, bản công tử sẽ lập tức chém tên chó nhà ngươi. À, lời còn chưa nói hết, đao của hắn đã bị Hạ Lãnh nhẹ nhàng nắm lấy, nhận lấy một cú đá quét ngang qua mặt hắn, trực tiếp đạp hắn đến mức máu chảy ra từ mũi, từ miệng, cả người bay ra ngoài. Dương Nhi, môn chủ Kim Đao kinh ngạc kêu lên một tiếng, phi thân qua đón được người thanh niên dùng đao, kết quả cả hắn cũng bị đụng ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng chậm chạp chưa ngồi dậy được. Toàn hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt kinh ngạc, đầy nghi ngờ mà nhìn xem Hạ Lãnh, người này tuổi không lớn, võ công lại đến tận trình độ này. Phải biết rằng môn chủ Kim Đao đã là cao thủ số một trong giang hồ, lại khổ luyện thêm 20-30 năm, đã chạm tới được ngưỡng cửa tu tiên, lại không tiếp nổi một chiêu nhìn như tùy ý của tiểu tử này, thật sự là quá khủng bố. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân có mũi củ tỏi không nhịn được sửng sốt, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, tới đây có mục đích gì? Ta là người như thế nào, việc này ngươi không cần phải biết. Hạ Lãnh thản nhiên nói, về phần có mục đích gì? Trí nhớ của ngươi thật đúng là kém. Chúng ta vốn là không muốn tới đây thêm náo nhiệt, là ngươi nhất định phải lôi kéo chúng ta tới, mới đó nhanh như vậy đã quên rồi sao? Cái này, nam nhân có mũi củ tỏi còn muốn nói thêm cái gì đó, kết quả phát hiện Hạ Lãnh không có nói sai, hoàn toàn không phản bác lại được. Bây giờ không cần chúng ta làm cái gì để chứng minh nữa chứ? Hạ Lãnh nhìn xung quanh, phát hiện không có thứ có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, thế là chạy tới chỗ Cơ Cửu nói, nơi này không có gì náo nhiệt, chúng ta đi thôi. Nói đến là đến, nói đi là đi, người coi nơi này là nơi nào. Lúc này, người thanh niên cầm kiếm vọt đến trước mặt Hạ Thiên, không nhanh không chậm nói. Rõ ràng là hắn ta cũng rất để ý đến đánh giá về hắn vừa rồi của Hạ Thiên, lúc này đây chính là muốn cho Hạ Thiên một bài học, nếu không thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Hạ Lãnh thản nhiên nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hừ, xử trí ngươi thế nào, tất nhiên là do trưởng môn của chín phái quyết định. Thanh niên cầm kiếm lạnh lùng nói, nhưng vừa rồi các ngươi đã xem thường kiếm pháp của Hoa Kiếm phái chúng ta, vậy ta sẽ để ngươi lĩnh giáo đủ cao chiêu của Hoa Kiếm phái chúng ta. Nhàm chán, Hạ Lãnh chỉ nói hai chữ. Người thanh niên dùng kiếm lúc này nổi giận, hắn chính là đại đệ tử của Hoa Kiếm phái, ở trên giang hồ cũng rất có địa vị. Mặc dù không giống như địa vị của tứ công tử, nhưng tự nhận là người đứng đầu dưới tứ công tử, mà bây giờ hắn lại bị một tiểu tử tỏ ra khinh bỉ, hắn làm sao có thể nhịn được cơ chứ? Coi chừng kiếm của ta! Người thanh niên dùng kiếm nổi giận quát một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, mấy đóa hoa kiếm lập tức hiện ra, phủ kín trên dưới quanh người Hạ Lãnh. Hạ Lãnh trả lời một câu, không đấy, lập tức ném cả người cả kiếm đối phương ra ngoài. Lần này hắn không dùng toàn lực, chỉ làm cho đối phương hơi có chút chật vật, không đứng vững. Người thanh niên dùng kiếm, bao gồm cả các trưởng bối sư môn của hắn đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, kẻ này quả nhiên không giống người thường, tiểu tử này khẳng định là yêu nhân tà đạo, cố ý đến đây phá đám. Lúc này, môn chủ của Kim Đao môn rốt cuộc cứu chữa xong cho con của hắn, sát khí bừng bừng trừng mắt nhìn Hạ Lãnh, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn thoát. Hôm nay nhất định phải giết chết hắn ngay ở nơi này. Đinh môn chủ, người nói hắn là yêu nhân tà đạo,
nhưng ngươi có chứng cứ không vậy? Một đạo nhân có bộ râu dài hơi chút hoài nghi nói ra, ta thấy bọn hắn thật chỉ là người qua đường mà thôi. Còn muốn chứng cứ gì? Đinh môn chủ chỉ vào nhi tử đang bị trọng thương bất tỉnh của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, nhi tử ta thuở nhỏ đã tập võ, dù còn chưa tới cảnh giới tiên thiên võ giả, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị người tùy tiện đạp một phát đã bị thương thành ra cái bộ dáng này được. Trừ phi, đối phương là yêu nhân tà đạo, có đủ loại thủ đoạn tà ma kỳ dị hèn hạ. Lời này cũng không phải là không có lý, người trong giang hồ nhận định rằng yêu nhân tà đạo, đơn giản chính là làm việc ngoan lệ, võ công quỷ quyệt, vân vân, mà người thiếu niên trước mắt này dường như vừa vặn phù hợp với những đặc điểm này. Hơn nữa để mà nói, tiểu tử này đến cùng có phải yêu nhân tà đạo hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn đã đắc tội với Kim Đao Môn và Hoa Kiếm Phái. Ta lại cảm thấy Đinh lão đệ nghi ngờ cũng không phải là không có lý. Người đầu tiên phụ họa theo quả nhiên là trưởng môn Hoa Kiếm Phái, một nam tử âm nhu mặc bộ quần áo yêu diễm, với tạo hình hoa lan chỉ, nói ra, đối với yêu nhân tà đạo, vì đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu không thì, người gặp nạn sẽ chính là chúng ta. Trưởng môn của các môn phái khác cũng lần lượt gật đầu biểu thị tán đồng, vốn dĩ đang tranh nhau vị trí người đi Lam Kinh đến đầu rơi máu chảy, trong khoảnh khắc này lại trở nên đồng tâm hiệp lực. Chương 2224, như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây chính là bộ mặt của danh môn chính phái sao? Trên mặt Tiêu Tú Nhi đều là vẻ thất vọng, sao lại nhìn giống như những đứa trẻ ngớ ngẩn không có đầu óc như vậy? Hai người này nói cái gì thì hùa vào nói theo cái đó, chẳng lẽ là chó mà bọn hắn nuôi hay sao? Lúc Tiêu Tú Nhi nói ra những lời này, chỉ là thốt lên trong vô thức, cũng không có mang theo bất cứ chút cảm xúc nào. Nhưng những người danh môn chính phái kia nghe vào trong tai lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Muốn chết. Xuất thủ trước chính là Đinh môn chủ Kim Đao Môn, hắn xách ngược trường đao, mang theo sức mạnh mãnh liệt, chỉ nháy mắt đã bổ tới đỉnh đầu Tiêu Tú Nhi. Nếu một đao kia là thật sự bổ xuống, có lẽ Tiêu Tú Nhi sẽ đầu lìa khỏi thân thể. Bành. Hạ Lãnh lười lãng phí thời gian đánh nhau với bọn hắn, trực tiếp một chân đạp tới. Làm cho vị đinh môn chủ này cũng bị đạp bay ra ngoài, ném ra xa tới hơn mấy chục mét, bất tỉnh nhân sự. Còn có ai muốn ra tay không? Nhanh lên, đừng chậm trễ ta đi đường. Hạ Lãnh ngữ khí nhàn nhạt, mà trong tai những người của Vân Châu Chín phái lại mang theo ý khiêu khích mãnh liệt, chỉ là đã có vết xe đổ trước đó của đinh môn chủ, những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là nếu cứ để Hạ Lãnh rời đi như vậy, thì sau này bọn hắn làm sao có thể kiếm ăn trong chốn giang hồ ở Vân Châu Chín phái đây? Yêu nhân tà đạo kia, đừng có mà càn rỡ, thật sự cho là Vân Châu Chín phái chúng ta không người sao? Yên tĩnh trong chốc lát, người được coi là trang chủ Trúc Hiền Trang, chính là đạo nhân râu dài kia không thể không đứng dậy. Có điều, chúng ta chính là danh môn chính phái, từ trước tới nay chưa từng vô duyên vô cớ gây chiến, cũng không hy vọng sẽ giết người vô tội. Khai ra sư môn của các ngươi, cũng nói ra mục đích các ngươi tới nơi này, có lẽ bần đạo có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Ta họ Lãnh, chỉ là người qua đường mà thôi. Hạ Lãnh cảm thấy trong đầu của những người này chắc chắn toàn là cỏ, hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người, là các ngươi cứ mạnh mẽ mời ta đến đây đấy chứ, không phải ta muốn tới, điểm này đừng có nói sai. Nói bậy nói bạ. Trưởng môn Hoa Kiếm phái vung lên ngón tay như hoa, giọng nói the thé mắng. Nếu như ngươi thật sự chỉ là người qua đường, ngoan ngoãn ở một bên làm nhân chứng là được, vì sao nhiều lần gây sự, còn tự tiện đánh người? Đây rõ ràng chính là có ý định không tốt, muốn phá hỏng hội nghị Vân Châu Chín phái của chúng ta, không cần nghĩ nữa, nhất định là thèm muốn tư cách của chín môn phái chúng ta để tham dự cuộc hội họp long trọng Lam Kinh nghịch tiên. Tuyệt đối không thể để cho yêu nhân tà đạo đạt được mục đích. Giết bọn hắn. Đừng để cho bọn hắn chạy. Tiêu Tú Nhi không chịu được bọn họ ở đó nói hưu nói vượt, thế là chửi ầm lên, những tên bại hoại các ngươi lấy nhiều địch ít, chẳng qua cũng vô dụng, đám rác rưởi các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của công tử nhà ta. Công tử nhà ta chỉ cần động ngón tay, tất cả các ngươi đều phải chết. Trước tiên sẽ làm thịt nữ tiện tì mồm miệng khiếm khuyết này. Cùng lên đi, cần gì nói chuyện đạo nghĩa giang hồ với yêu nhân tà đạo này nữa. Không sai. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho mấy người này. Những đệ tử của Vân Châu Chín phái như động viên lẫn nhau,
một tiếng gào so với một tiếng gào lại càng lớn hơn, chỉ là thật sự hành động lại lác đác không có mấy. Công tử, bọn hắn muốn giết ta đấy. Tiêu Tú Nhi lôi kéo Phong Thiên Linh cấp tốc trốn phía sau lưng Hạ Lãnh, miệng còn không ngừng kích thích những người kia, các ngươi đều chỉ biết dùng miệng nói, có người thật sự tới giết ta không? Hạ Lãnh không còn lời nào để nói, nhìn Tiêu Tú Nhi một chút, không biết nhà đầu này đột nhiên rốt cuộc bị điên cái gì. Không bao lâu, mấy người trưởng môn của Vân Châu Chín Phá Ư quả nhiên đồng loạt ra tay, tất cả đều là sát chiêu, hiển nhiên là muốn liên thủ đánh chết Hạ Lãnh tại chỗ. Đáng tiếc, Hạ Lãnh là tu tiên giả, mặc dù bây giờ tu vi còn không quá cao, nhưng để đối phó những người này xem là người có võ công trong giang hồ, quả thật như dùng đồ long đao đi chặt đầu gà. Trong cảnh giới võ giả, cao nhất cũng chỉ mới đến tiên thiên, tức là giai đoạn biến hóa nội năng, cách giai đoạn luyện khí vẫn còn một khoảng rất xa, tất nhiên sẽ không thể uy hiếp gì đến Hạ Lãnh. Bành, bành, bành. Hạ Lãnh đối xử công bằng, mỗi một người đi tới đều hời hợt tặng cho một đá, để hắn được hưởng đãi ngộ giống y đúc với đôi phụ tử kim đao môn kia. Chờ đến khi cái được gọi là cao thủ của Vân Châu Chín Phái kia đều bị đạp cho choáng váng lùi về sau, các đệ tử còn lại không khỏi hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn bị chấn động. Những người danh môn chính phái các ngươi thế này cũng quá là vô dụng đi. Tiêu Tú Nhi thấy thế, chống nạnh nói, một người có thể đánh lại cũng không có, công tử nhà ta hiện tại chỉ mới làm nóng người, các ngươi đã không có ai lên sao? Trong số những người còn lại không có người nào dám đáp lại. Ai nói danh môn chính phái không còn ai? Lúc này, giữa không trung vang lên một âm thanh rất trong trẻo, sau đó là một trận gió bỗng dưng nổi lên, hoa lê màu trắng bay lên đầy trời, giống như là một trận tuyết kéo dài rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền bao trùm toàn bộ trang viên này, cả bầu trời đều là một mảnh trắng xóa, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Là Bạch Ngọc Công Tử. Bạch Ngọc Công Tử đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Hạ Lãnh nhìn chiến trận này, trong lòng hơi xúc động. Trước kia hắn nghĩ mãi mà không hiểu sao những nhân vật lớn trong tiểu thuyết võ hiệp lúc xuất hiện phải loè loẹt như vậy, bây giờ thì đã hiểu rồi, hoàn toàn là để làm màu. Xuất hiện một cách bình thường không có gì lạ, căn bản là sẽ không có người nào nhớ kỹ ngươi là ai, cũng không có khả năng coi trọng ngươi. Thêm chút hoa, chút tuyết, lại thêm ít âm nhạc, chi phí cũng không cao, nhưng làm màu hạ xuống từ trên không, từ các giác quan liền khiến cho người ta yêu thích. Chưa lộ diện đã tạo ra một loại hình tượng cao thủ tuyệt thế, quả thực là thủ đoạn không tồi. Có điều, như vậy cũng không có ý nghĩa gì hết. Hạ Lãnh tự lẩm bẩm. Chương 2225, thử xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Lãnh là con trai của Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, đối với loại người chỉ đẹp mà không xài được tự nhiên là không có cảm tình gì, chỉ là xuất phát từ tâm tính của thiếu niên cho nên chỉ hơi chút cảm khái thôi. Bạch Ngọc công tử kia làm ra cảnh tượng lớn như vậy, thế mà đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện, chỉ có bốn thị tỳ mặc áo trắng từ giữa không trung rơi xuống, trải một lớp thảm màu trắng cực kỳ quý giá lên mặt đất. Những người trong giang hồ khác rất hiểu quy củ, lập tức đi đến cuối thảm, cung kính khom người nghênh tiếp. Không bao lâu, lại có sáu thị tỳ mặc áo xanh từ giữa không trung rơi xuống, các nàng cầm đủ loại nhạc khí trong tay, thổi kéo đàn hát, đầy đủ mọi thứ. Phô trương thật lớn nha, không biết chân nhân có anh tuấn như trong truyền thuyết đồn đãi không đây. Tiêu Tú Nhi ngẩng đầu nhìn khắp nơi trên không trung, trong ánh mắt có chút chờ mong. Thân sắc của Phong Thiên Linh có hơi phức tạp, thân hình dán chặt vào sau lưng Hạ Lãnh và Cơ Cửu, có lẽ là sợ bị Bạch Ngọc công tử sắp lên sân khấu nhận ra. Bạch Ngọc công tử giá lâm. Không bao lâu, một tỳ nữ mặc áo xanh cất cao giọng nói một câu. Chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống giữa trung tâm lôi đài. Toàn thân người này mặc bạch y trắng hơn tuyết, gấm thụ đai lưng ngọc, nhìn qua chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt tản ra sự thâm sâu, nhìn qua xác thật có loại phong phạm công tử thế giai. À, người này có chút anh tuấn, ánh mắt của Tiêu Tú Nhi sáng rực, có điều khi quay đầu lại phát hiện Hạ Lãnh có vẻ không quá cao hứng, nàng nhanh chóng sửa lời, đến gần mới thấy trên mặt còn có rổ, hoàn toàn bình thường không có gì đẹp cả, còn kém xa công tử nhà chúng ta cả vạn dặm. Hạ Lãnh chỉ lườm Tiêu Tú Nhi một cái, mặc kệ nàng. Vừa rồi là ngươi nói danh môn chính phái không có người. Bạch Ngọc công tử cầm quạt xếp trong tay, phe phẩy hai cái sau đó bỗng nhiên chỉ về phía Hạ Lãnh ở xa,
mặc dù tại hạ không môn không phái, nhưng cũng tự xưng là người trong chính đạo, muốn lĩnh giáo huynh vài chiêu. Ngươi nghe lầm rồi, ta không có nói câu đó. Hạ Lãnh nhàn nhạt đáp lại. Đám người trong giang hồ cho rằng Hạ Lãnh khiếp đảm, nhao nhao cười vang. Vậy sao, Bạch Ngọc công tử cũng rất tự đắc, hiển nhiên cảm thấy đây là do uy danh của mình gây ra, thế là tiếp tục, vậy chẳng lẽ là Bạch Mỗ nghe lầm rồi? Hay là nhân huynh ý thức được sai lầm của mình, muốn một bậc thang để đi xuống? Tất cả đều không phải. Hạ Lãnh thuận miệng nói, câu kia là do tỷ nữ của ta nói. Bạch Ngọc công tử lộ ra ánh mắt rất khinh bỉ, đường đường là nam nhi mà lại không có một chút trách nhiệm, lại còn đùn đẩy trách nhiệm lên một thị tỳ, quả nhiên là tà đạo yêu nhân. Ta có trách nhiệm hay không thì chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới ngươi. Mà ta có phải là tà đạo yêu nhân hay không thì càng không phải người như ngươi có thể nhận định. Hạ Lãnh nhàn nhạt nhìn vị Bạch Ngọc công tử kia, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải người trong chính đạo. Bạch Ngọc công tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ thiếu niên trước mắt này lại còn ngạo khí hơn cả hắn, lúc nói chuyện mang theo một loại giọng điệu thượng vị giả tự nhiên, cái này khiến cho hắn khá là khó chịu không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn lập tức biến mất ở trước mắt mọi người, một giây sau xuất hiện ở trước mặt Hạ Lãnh. Quá nhanh! Xuất hiện rồi, chiêu bài của Bạch Ngọc công tử, Đạp Tuyết thân pháp. Quả nhiên là như điện như ảo ảnh, Đạp Tuyết vô ngân. Đám người trong giang hồ nhao nhao kinh ngạc cảm thán không thôi, trong lòng càng thêm kính ngưỡng vị Bạch Ngọc công tử này. Khẩu khí của ngươi không nhỏ, chỉ là không biết bản lĩnh như thế nào. Bởi vì Bạch Ngọc công tử cao hơn Hạ Lãnh rất nhiều, cho nên khi nhìn Hạ Lãnh có một loại ưu thế từ trên nhìn xuống. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Hạ Lãnh cũng không có bị hù dọa, ngược lại càng thêm tò mò thân phận của vị Bạch Ngọc công tử này. Hắn đã nhìn ra thân pháp của người này hình như bắt nguồn từ La Yên Bộ của Nhật Nguyệt Tiên Môn. Sau khi đi tới Tiên Vân Đại Lục, Dạ Ngọc Mị, Nguyệt Thanh Nhã và những người khác đã lên lớp giảng giải cho hắn, ngoại trừ nói về những thứ liên quan tới tu tiên thì bọn họ cũng thường nhắc tới võ học trong giang hồ. Chẳng hạn như phần lớn môn phái giang hồ đều sẽ tìm tông môn tu tiên để dựa vào, vừa nhận được sự che chở của tông môn tu tiên, đồng thời cũng có thể thu được một chút võ học truyền thừa. Đương nhiên những môn phái kia mỗi năm đều phải giao nộp vật phẩm cho tông môn tu tiên. Bởi vì võ học truyền thừa đối với tông môn tu tiên mà nói, ngoại trừ còn có chút tác dụng đối với đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thì chẳng khác gì thứ dâu ria, nhưng mà thứ này đối với môn phái giang hồ mà nói lại là bí mật vô cùng quan trọng. Làm tông môn tu tiên đỉnh cấp ở Tiên Vân Đại Lục, Nhật Nguyệt Tiên Môn đã từng được mấy trăm giang hồ môn phái dựa vào, bao gồm cái gọi là chính đạo và tà đạo. Sau khi Nhật Nguyệt Tông Môn La Yên Bộ trải qua rất nhiều bước đơn giản hóa thì đã truyền cho mấy môn phái tà đạo. Từ trước đến nay, ký ức của Hạ Lãnh không tệ, những gì mà các mẹ đã dạy dỗ đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng gần như toàn bộ, không có khả năng tính sai. Nếu tên Bạch Ngọc công tử trước mắt này sử dụng La Yên Bộ phiên bản đơn giản hóa, vậy đã cho thấy người này hơn phân nửa có quan hệ rất lớn tới tà đạo. Nếu ngươi đã nói như vậy, bản công tử không cho ngươi bài học nhỏ thì tên tuổi tứ công tử trên giang hồ của ta phải bị hủy hoại rồi. Bạch Ngọc công tử khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân tung ra một cú đá ngang, tấn công về phía cổ của Hạ Lãnh, tốc độ cực nhanh, chiêu thức phiêu giật. Bành! Một bóng người bay ra ngoài tựa như đạn pháo, đâm xuyên qua 7, 8 bức tường rồi rớt xuống trang viên phía sau núi, không biết sống chết ra sao. Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Hết tập 119.